chương thái độ của cự trúc hầu, nhân tổ, Tô Vũ sừng sốt. Hắn đột nhiên nhìn về phía Kỳ Dung, Kỳ Dung thấy Tô Vũ nhìn mình thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhỏ nhẹ giải thích, có truyền thuyết nói rằng nhân tổ có quan hệ với việc thời đại thái cổ mở ra, nhân tổ là bá chủ thời đại thái cổ, mà thái cổ cự nhân tộc cũng là chủng tộc bá chủ của thời đại đó. Có người nói kỳ thật nhân tổ chính là thái cổ cự nhân hoàng bà nói thêm, thái cổ cự nhân tộc không có hoàng ở bất cứ thời đại nào, thì cả ở thời kỳ Thái cổ thì bọn họ cũng không có hoàng, tới thời kỳ thượng cổ thì lại càng không, bọn họ chỉ có Thái cổ cự liên vương Tô Vũ nhíu mày, đúng vậy, Thái cổ cự nhân tộc chưa bao giờ có người xương hoàng. Kỳ Dung lại nói, nhưng đó chỉ là lời đồn, dù sao thời kỳ nhân tổ quá xa xăm, hiện giờ có lẽ Hồng Mông là kẻ sống lâu nhất trong vạn giới, nhưng Hồng Mông tồn tại sau khai thiên, dù hắn đã tồn tại từ thời đại nhân tổ thì lúc đó hắn cũng quá yếu, chỉ là tiểu nhân vật nên đương nhiên không thể biết nhiều về nhân tổ lão quy đã sống rất lâu thậm chí là tồn tại cổ xưa nhất trong chư thiên. Đáng tiếc là lão quá lười, chỉ biết ngủ. Dù không ngủ thì lão cũng chưa chắc đã biết về thời kỳ đầu của thái cổ. Lúc ấy lão quá yếu nên không xứng biết. Tô Vũ chậm rãi sắp xếp lại manh mối. Trong triều tịch thứ 9, cự nhân tộc đối địch với nhân tộc. Nhưng chủng tộc đối địch này lại có hậu sự của bách chiến vương. Tại sao đại chú vương lại biết chuyện này? Tuy đại chú vương từng nói không ít người biết chuyện, nhưng trong số những người Tô Vũ quen biết thì hình như không có ai hay. Tỳ cả đám người Định Quân Hầu cũng không rõ ràng lắm. Đại Chu Vương, ánh mắt Tô Vũ không ngừng dao động, rốt cuộc Đại Chu Vương còn biết gì khác nữa không? Chi mặt người truyền lửa diệt sạch là thật hay giả? Trong thiên hạ này có bao nhiêu người đáng để mình tín nhiệm? Ai đang lợi dụng ta? Mà ta đang chiến đấu vì ai? Hắn cắn chặt môi, cau mày suy tư. Ở thượng giới không có người của Bách Chiến, như hạ giới thì sao? Thái cổ cự nhân tộc, hình như chủng tộc thần bí này rất cường đại, nhưng thường ngày lại điệu thấp vô cùng, dù là ở thượng giới thì người khác cũng nghĩ thực thiết tộc mới là chủng tộc giúp nhân tộc đầu tiên, sau đó sẽ suy xét việc mệnh tộc chung lập hay giúp nhân tộc, cuối cùng mới tự hỏi đến thái cục cự nhân tộc, huyết mạch nhân tổ, Tô vũ trầm tư. Võ Hoàn nói nhân tổ đã sáng lập thân thể đạo của nhân tộc, mà thân thể cự nhân tộc quả thật cũng rất mạnh. Bát chiến lại là thân thể đạo đại thành giả, ít nhất trong người vạn năm qua, hắn ta là người đi xa nhất trên thân thể đạo, cự nhân tộc, nhân tổ, bát chiến, thân thể đạo dần dần các manh mối đã sâu thành một chuỗi dường như những manh mối này đều có quan hệ với nhau cử trúc hầu không nhịn được nói đó chỉ là truyền thuyết thái cổ cự nhân tộc từng phủ nhận nhân tộc cũng không thừa nhận tô vũ cười nói đương nhiên rồi sao có thể thừa nhận được nếu nhân tổ là tổ tiên của thái cổ cự nhân tộc thì đối phương chính là hậu duệ của nhân tổ chẳng phải là điều vị còn cao hơn nhân hoàng sao nói thật ra thì rất nhiều cường giả đều là truyền nhân của nhân tổ thân thể đạo là do nhân tổ sáng lập nhân tổ chính thống hơn nhân hoàng chuyện này không thể thừa nhận mờ bãi được cự trúc hầu nhún vai thế nào cũng được ta không hiểu suy nghĩ của nhân tộc các ngươi tô vũ mỉm cười mở miệng nói hôm nay không có người ngoài ở đây hay là kỳ vương phi đi vào nghỉ ngơi một chút đi kỳ vương phi câm nín ngươi gọi ta ra hỏi vài câu rồi lại muốn đuổi ta vào nơi chật hẹp kia sao có điều bà vẫn nhận mệnh bà biết rằng tô vũ có chuyện muốn nói đồng thời bà cũng muốn dành thời gian suy ngẫm một vài thông tin vừa nghe ban nãy tô vũ thu hồi kỳ vương phi hắn nhìn cự trúc hầu đoạn nói cự trúc hầu hiện tại chỉ còn hai chúng ta ngươi cùng thế hệ với tam nguyệt nên ta sẽ không hỏi tam nguyệt nữa nói thật thì nếu sắp tới ta thất bại tực thiết tộc còn nguyện ý tiếp tục đi theo ta đến cùng không trong lòng cử trúc hầu khẽ động ánh mắt nhìn ngẫm nhìn về phía tô vũ sau một lúc lâu mới nói thất bại mà vũ hoàng nói là loại nào nếu thất bại nhất thời thì tộc ta sẽ không thay đổi tâm ý nhưng nếu vũ hoàng chết trận hoặc là không còn hy vọng thắng thì tực thiết tộc sẽ phải suy xét vì tương lai của chủng tộc tô vũ mình cười hỏi tiếp chuyện hạ giới sớm hay muộn cũng sẽ truyền ra các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào Cự trúc hầu nghiêm nghị đáp hạ giới là hạ giới thượng giới là thượng giới hạ giới không nên lụy đến thượng giới tuy rằng là đồng tộc như không chứng tỏ là cùng một ý chí đều không thì tại hạ giới đã không tồn tại bán hoàng nói cách khác thiên cổ hạ giới đại biểu cho tiên tộc nhưng tiên tộc thượng giới kể cả đám người đạo thiên tôn đều không thể đại biểu thay thiên cổ nói thật ra thì hạ giới mới là chính thống cự trúc hầu trầm giọng vũ hoàng không me lầm đâu hạ giới mới là chính thống Đáng ngươi chúng ta đến thượng giới để làm đường lui cho chủng tộc mà thôi. Cho nên ở thời khắc mấu chốt chúng ta có thể cắt đứt quan hệ với hạ giới. Nói đơn giản hơn thì là đầu tư song hướng ông nói tiếp, ở thượng giới, ta có thể đứng bên vạn tộc, ở hạ giới, ta có thể đứng về phe nhân tộc. Đây là quy tắc nhất tộc hai mạch mà mọi người đều mầm hiểu đây cũng là đạo sinh tồn. Tô Vũ mỉm cười, vậy ở thời khắc mấu chốt thì ngươi sẽ từ bỏ đám người lục nguyện ở hạ giới phải không? Cửa trúc hầu im lặng cúi đầu, cuối cùng vẫn đáp. Đúng vậy, tất cả vì chủng tộc, Tô Vũ thở dài, nếu ta còn sống và vẫn còn hy vọng thì các ngươi sẽ không thay lòng tư, không sai. Cử trúc hầu can đoan. Chúng ta thấy được một ít hy vọng ở Vũ Hoàng nếu ta muốn các ngươi rút lui khỏi thượng giới cùng ta thì sao? Cự trúc hầu như mày, Tô Vũ cười nói. Vậy thì không rút lui. Nếu ta cho các ngươi ngủ đông ngay tại đây, các ngươi sẽ chờ ta trở về chứ? Tâm tình cự trúc hầu trở nên trầm trọng, giờ về, đúng vậy cự trúc hầu hơi nóng này, Vũ Hoàng. Thế cục hiện giờ rất tốt, chẳng những hỗn độ nhất tộc đã bại lộ mà vạn tộc còn hợp tác cùng chúng ta. Chuẩn bị vây công cải địch, thế cục sáng sủa như thế mà vì sao ngài lại nói những lời ủi oải như vậy, tất cả đều có khả năng, không phải sao. Tâm tình cự trúc hầu vô cùng trầm trọng, hỏi lâu sau ông mới lên tiếng, chỉ cần vũ hoàng khôn chết, tộc ta sẽ không thay lòng, dù bách chiến có tồn tại đi chăng nữa. Tô Vũ lẳng lặng nhìn ông, cự trúc hầu sốt ruột hỏi, có phải việc bách chiến bại trận có vấn đề hay không? Vũ Hoàng hỏi đến thái cổ cự nhân tộc, chẳng lẽ cả hai có liên quan đến nhau dù thế nào thì bách chiến cũng không phải lương chủ trong lòng tộc ta có lẽ hắn là lương chủ của nhân tộc nhưng sẽ không phải là của chúng ta tô vũ mỉm cười gật đầu được giỏi ta chỉ nói vậy thôi ta sẽ không nói gì với tam nguyệt các ngươi hãy tự cẩn thận ngươi không cần lo cho thực thiết tộc hạ giới các ngươi yêu ở thượng giới không sao là được rồi đồng thời có thể làm nội gián giúp ta khi ta đi các ngươi hãy coi mình như là một thành viên của vạn tộc đừng để ý tới bất cứ kẻ nào trừ khi ta tìm tới lần nữa nếu không các ngươi chỉ là thực thiết nhất tộc của hội nghị vạn tộc không khí trở nên bức bối. Cử Trúc Hầu không biết vì sao Tô Vũ lại tới đây nói những lời cáo hạ tâm tình như vậy, lúc trước Tô Vũ tràn đầy tự tin muốn chơi lớn một hỏi, sao lúc này hắn lại có xu thế muốn lui giữ hạ giới. Vì sao? Nhìn thấy nhiều vị thiên tôn nên cảm thấy không còn hy vọng, hay là như thế nào? Vũ Hoàng, ta sẽ nhớ kỹ lời ngài nói, trừ khi có tin tức Vũ Hoàng hoàn toàn ngã xuống truyền ra, không thì ta sẽ không có bất cứ tâm tư nào khác bởi vì ta là người đã đưa ra yêu cầu đánh chết ba vị hợp đạo vũ hoàng đã khiến ta kinh đồng thời cũng nhìn thấy hy vọng những người khác thế nào thì ta không biết nhưng cựu trúc ta cam đoan sẽ ủng hộ vũ hoàng đến cùng gia tại chương ba nghìn sáu mươi hai bắt đầu kế hoạch tô vũ mỉm cười hắn đứng dậy nói ta đi đây ta không báo cho những người khác ở thượng giới ta liên hệ với các ngươi nhiều nhất ngoài ra hãy bảo tam nguyệt và thiên mệnh mau chóng đến phụ cận hỗn độn sơn bảo tam nguyệt nghĩ cách truyền tin vào hỗn độn sơn tỏ ý tiếp đón bách chiến trở về để bàn chuyện liên minh sự tồn tại của hỗn độ nhất tộc đã được xác định hắn không cần giả ngu nữa hắn tưởng rằng hỗn độ nhất tộc không biết sao dù thế nào thì bách chiến cũng là cường giả đỉnh cấp hãy nói rằng các ngươi có thể giúp bách chiến giải phong tô vũ đạn dò ngươi bảo tam người truyền tin tức ra hoặc là nghĩ cách khiến đám người nguyệt thiên tôn truyền tin tức là có thể giải phong cho bách chiến dù là lừa đối thì cũng phải dụ bách chiến xuất hiện nhất định phải làm thế ta có thể giải phong cho ngươi mà ngươi còn không xuất hiện chẳng lẽ ngươi không nóng này vì tình trạng của mình sao hãy truyền tin tức vạn tộc bắt được nhiều vị cường giả nhân tộc sau khi càn quét đạo nguyên tri điện kể cả đám người giang hải hầu tô vũ cười nói đây là chuyện cuối cùng ta muốn các ngươi làm cư trúc hầu là người thông minh ta hy vọng chuyện này có thể thuận lợi hoàn thành xin vũ hoàng hãy yên tâm cư trúc hầu đã đoán được chút gì đó ông ngật đầu nghiêm túc nói những việc ngài dặn ta sẽ làm thỏa đáng Bách chiến nhất định có thể thu được tin tức dù bại lộ một chút thì cũng không sao chỉ cần không trực tiếp liên hệ với các ngươi thì bách chiến trở về vạn tộc cũng sẽ không nói gì cùng lắm thì ta bảo tam người kêu gọi khắp hỗn độn sơn như vậy sẽ càng trực tiếp hơn đa tạ vũ hoàng không cần khách khí đây là bổn phận của ta tô vũ cười cười thân ảnh biến mất ngay tại chỗ sắc mặt cự trúc hầu ngưng trọng tông đứng lên bất an bước qua bước lại tại chỗ chiến bại biến mất lui giữ chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu ông không biết nhưng ông biết tô vũ không phải là người dễ chọc hình như hiện giờ có người đã chọc đến hắn đây chưa chắc đã là chuyện tốt tứ nguyệt ong quát khẽ một tiếng tứ nguyệt nhanh chóng xuất hiện đi tìm tam nguyệt bảo hắn lập tức trở về phụ thân ta còn đang càn quét thượng giới bảo hắn cứ kệ đó cự trúc hầu sốt ruột nói ta đưa ngươi một phong thư hãy đưa tận tay cho tam nguyệt nhanh lên ta muốn tam nguyệt lập tức trở về mực tứ nguyệt thấy sắc mặt ngưng trọng của cự trúc hầu nên không dám chậm trễ chờ cự trúc hầu viết thư xong đi liền nhanh chóng cầm theo bay đi tìm tam nguyệt nội vây hỗn độ sơn sau khi tô vũ rời khỏi thực thiết tộc hắn liền đi tới nơi khác an bài để lại chút đường lui xong xuôi thì hắn mới quay về nội vây hỗn động sơn lần rút đi này bọn họ chưa chắc đã đi theo thông đạo táng hồn sơn tô vũ phải chuẩn bị một chút mới được tô vũ vừa trở về nơi trú ẩn liền nghe thấy một tiếng hét to xuyên thùng thiên địa bát chiến ta là tam nguyệt hội nghị vạn tộc muốn tiên thủ với ngươi để cùng đối phó đại địch đừng đuổi theo nguyện la nữa cẩn thận chỗ sâu có bấy nhanh trở về đi hội nghị vạn tộc nguyện ý giải trừ phong ấn cho ngươi tam nguyệt ta nguyện ý dùng tính mạng chủng tộc để bảo đảm bách chiến hãy cùng nguyên thủ đánh tan chi mạch hỗn độn sau đó nhân tộc và vạn tộc sẽ lại tranh phong cân thắng bại quyết sinh tử từng tiếng hét không ngừng chuyển sang ngàn vạn giọng đại đạo cũng theo đó mà chấn động trong hỗn độn sơn vang lên vô số tiếng thú gào giống mà thanh văn của tam nguyệt vẫn đang không ngừng vang vọng bách chiến đừng xâm nhập hỗn độn sơn nữa có bẫy đấy liên thủ giết địch sẽ tốt hơn mình ngươi tự ra sức nếu ngươi muốn báo thủ thì nên chu diệt chi mạch hỗn độn trước chi mạch người truyền lửa cũng nguyện ý giải phong cho ngươi ta tin rằng chi mạch này sẽ ra tay nếu ngươi của nhất mạch người truyền lửa nghe được thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng ta thanh âm chấn động núi rừng cùng lúc tô vũ cũng nghe thấy tiếng hú hét của đám cổ thú chung quanh hình như tam nguyệt đã thâm nhập hỗn động sơn lá gian lão lớn thật lực lượng đại đạo thổi quét qua toàn bộ khí tức hỗn độn trong hỗn động sơn đều tràn đến bên kia chúng đang bài xích tam nguyệt tôi trong động tô vũ yên lặng lắng ngay Tam Nguyệt đang tiến hành kế hoạch của hắn rồi, Bách Chiến có nghe được không? Tô Vũ chắc chắn rằng hắn ta có thể nghe được. Nhưng đến tình cảnh này rồi mà Bách Chiến vẫn không muốn trở về hai lộ diện thì có khả năng hắn thật sự có vấn đề. Không chừng hắn ta đang hoa tiền Nguyệt Hạ cùng Nguyệt La ở đâu đó chờ xem diễn cũng nên. Những người khác trong động cũng nghe thấy. Bọn họ đều lộ về khác thường. Định quân hầu tức giận. Liên thủ với Bách Chiến vương sao. Đúng là ý hay. Nhưng vạn tộc có thể giải phong cho hắn à. Tô Vũ cười nói. Vì sao không thể? dù khả năng phong ấn của chi mạch ngục phương mạnh nhưng vạn tộc cũng không kém chỉ cần có cường giả am hiểu việc này thì ta cảm thấy hy vọng giải phong cho bách chiến sẽ có thôi chỉ là có khi hắn lại sợ bị vạn tộc bẫy giết nhưng bách chiến ngu xuẩn như thế có khi vạn tộc còn lười giết hắn tô vũ trào phúng ngươi nghe tin tức vạn tộc truyền ra thì sẽ biết bách chiến là tên ngu xuẩn nếu bách chiến nguyện ý ra tay tiêu diệt hỗn độn nhất tộc thì có khả năng vạn tộc sẽ thật sự giúp hắn giải phong định quân hầu cười ngượng lam thiên lại cười lớn nói cũng chưa chắc có lẽ bách chiến sợ chúng bẫy vạn tộc nên sẽ tiếp tục làm theo ý mình mà không quan tâm lời bọn họ nói tô vũ gật đầu cũng đúng bách chiến là kẻ không có đầu óc có lẽ hắn chẳng phân tích được tình hình đâu có lẽ hắn sẽ cảm thấy vạn tộc muốn giết mình như vậy chứng minh đầu óc hắn thật sự có vấn đề kẻ như vậy mà có thể tu luyện đến cảnh giới này ư đúng là trời cao không có mắt tô vũ lắc đầu mấy người tuyết lan tướng quân khẽ nhíu mày tuyết lan nhị không được trượt lên tiếng tôi nhân chủ tuy ta không trải qua thời đại bách chiến nhưng nhân chủ đừng hạ thấp bách chiến để nâng chính mình lên như vậy dù sao hắn cũng là nhân chủ của nhân tộc là cường giả nhân tộc tô vũ bật cười hắn vốn đã ngu sẵn rồi chẳng lẽ ta không thể nói ra ư ai cũng công nhận là hắn ngu ngốc không tin thì ngươi hỏi những người trải qua thời đại của hắn đi tô vũ nhìn về phía vân thủy hầu vân thủy hầu tính kết ôn nhu lời nàng nói sẽ là công bằng nhất vân thủy ngươi thấy bách chiến có ngu xuẩn hay không vân thủy hầu có chút xấu hổ sau một lúc lâu nàng mới nói bách chiến là người xúc động lỗ mã mài ra thì ta không dám nói thêm tô vũ nhớ mày nghe chưa tô vũ lại quay sang ám ảnh hầu ám ảnh ngươi thấy bách chiến có ngu ngốc hay không ám ảnh hầu khàn khàn đáp cái này vũ hoàng bệ hạ chúng ta không nên nói ra thì hơn dù sao bách chiến cũng là nhân chủ tô vũ gật đầu cũng đúng hơi kỳ thật mọi người đều biết hắn ngu xuẩn tuyết lan tướng quân ta cảm thấy không cần lãng phí thời gian với hắn đâu giờ phút này người cãi lại vì bách chiến chưa chắc đã là người xấu có phải Tuyết Lan biết điều gì đó hay không? Mà kê không cãi lại vì Bách Chiến cũng chưa chắc đã là người xấu, có lẽ bọn họ thật sự cảm thấy như vậy. Hoặc có lẽ đang cố ý khiến người khác cảm thấy như vậy, Tô Vũ mỉm cười truyền đề tài, không nói vớ vẩn nữa. Đại Minh Vương, chế tác thế nào rồi? chương 3063, nhắc nhở lần cuối, Đại Minh Vương, chế tác thế nào rồi? Lúc trước có 18 người theo Tô Vũ đến Thượng Giới, sau đó, cửu nguyệt từ bổn tộc tới đây tụ tập, rồi lại có thêm 4 người tiết lan, cho nên hiện tại bọn họ có tổng cộng 23 vị cường giả. Đám người hạ long võ thì đang ở trong văn minh trí, Tô Vũ cũng không định thả kỳ dung ra. 23 vị cường giả đỉnh cấp, có 8 vị thiên vương, 9 vị hợp đạo nhị đảng, 4 vị hợp đạo tam đảng. Cửu Nguyệt và Thiên Diệt đều là hợp đạo tứ đảng, Đại Minh Vương nhanh chóng đáp, hai thi thể cổ thú chỉ rèn được 8 khối trận phù, cộng thêm 8 khối trước đó thì chúng ta có 16 khối trận phù, còn thiếu 7 khối nữa Tô Vũ phất tay, không sao. Giết là có, giết bảy người thì tự nhiên sẽ có bảy khối trận phù ta và lam thiên tạng thời không cần vậy cần thêm năm khối là đủ rồi huống chỉ khi đại chiến xảy ra thì có ngọc phù hay không cũng như nhau cùng lắm là bị cổ thú vây công nhưng như vậy thì chi mạch một vương cũng sẽ bị vây công không cần phải sợ đại minh vương bài nói nếu vũ hoàng cảm thấy không thành vấn đề thì hiện tại đã xong rồi tô vũ bảo ông phân phát 16 khối trận phù cho mọi người có mấy người không nhận được tô vũ mở văn minh trí ra nhìn về phía đám người thiên diệt đoạn nói thực lực các vị không đủ hãy tạm thời trốn đi để tránh bị phát hiện lần này chúng ta sẽ chơi lớn một phen mấy người không quá tình nguyện nhất là thiên diệt và tinh hồng có điều thiên diệt vốn định phàn nàn vài câu nhưng thấy tinh hồng cũng nằm trong số cây yếu bị bắt vào văn minh trí thì hắn lập tức tươi tỉnh hẳn lên ta quá yếu nên không được phân phát trận phù nhưng ngươi cũng chẳng hơn gì trừ tô vũ và lang thiên thì còn năm người không có là tinh hồng thiên diệt cửu nguyện đại tần vương và đại hạ vương đại tần vương và đại hạ vương có thể chất thích hợp không lo bị cổ thú vây công những người khác, kể cả mấy người Tuyết Lan đều được phân cho. Tô Vũ nghiêm túc nói: "Chư vị, ta sẽ nhắc lại lần nữa. Kiện độc phải nghiêm minh. Dù ta phát lệnh ở thời điểm nào, dù các vị đang chiến đấu với ai thì cũng đều phải tập trung nghe lệnh rõ." Những người khác đồng thanh đáp lại. Mấy người Tuyết Lan còn chưa quen lắm nhưng vẫn mở miệng nói. Tô Nhân chủ ra lệnh, chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo. Tô Vũ hài lòng. Vậy là tốt nhất. Tô Vũ nhắc nhở: "Ta nói từ chiến thì phải từ chiến. Ta nói rút lui thì phải rút lui." Ta nói tự bạo là tự bạo, có thể lưu lại biển ý chí chứ không phải bảo các ngươi tự bạo chết luôn, chỉ có thân thể bạo thì còn cơ hội Tô Vũ chậm rãi nói. Hy vọng mọi người nghe theo lời ta nói. Đặc biệt là Tuyết Lan tướng quân và những người mới về mặt Tô Vũ nghiêm túc, từ hạ giới chiến đến thượng giới, ta vẫn luôn trăm trận trăm thắng, ta không muốn thất bại chỉ bởi vì các ngươi không nghe lệnh, kết cục của thất bại thường là cái chết, nên nhớ rõ điều đó Tô Vũ lại nhìn về phía Đại Chu Vương, mục tiêu quan trọng nhất của cuộc chiến này là dụ địch nhân ra, giết chóc giết thứ hai, thứ ba là cho vạn tộc thấy chúng ta tổn thất thảm trọng đại chu vương ở thời khắc mấu chốt ngươi hãy bạo một ít thần văn đế giả làm cường giả ngã xuống đại chu vương ngật đầu tiên tâm ta sẽ làm tốt tô vũ trêu chọc chỉ là chết giả thôi mọi người đừng chết thật đấy hắn lại quay sang dặn dò lam thiên gọi hết phân thân của ngươi đến đây thân thân tản ra sẽ khiến thực lực suy yếu lam thiên u oán nếu chết thật thì làm sao bây giờ tu hết lại quá nguy hiểm tô vũ tỏ về tự tin sao có thể thế chứ ngươi không tin ta sao Đừng nói nhảm, ta đã thua bao giờ chưa? Nhanh triệu tập phân thân đi. Không thì khi chủ thể của ngươi bị xử lý thì những vân thân ở nơi khác sẽ bại lộ được rồi Lam Thiên bất đắc dĩ. Ta mất công chôn tay mắt mà giờ phải lôi ra hết. Nếu biết sớm thì ta đã chẳng làm đại chu vương sen vào. Hay là thôi đi, để Lam Thiên lưu lại chút vân thân ở thượng giới để nắm giữ tin tức Tô Vũ phất tay. Không cần. Chiến xong chúng ta sẽ lui về tuyến sau. Thân thân của Lam Thiên không tụ đủ thì ta cảm thấy thực lực y không đủ mạnh như vậy không ổn chút nào đại chu vương do dự muốn nói gì đó nhưng thấy tô vũ kiên trì thì thôi không nhiều lời nữa tô vũ nhanh chóng phân phối nhiệm vụ có một vị thiên tôn rất cường đại giao cải này cho phi cầu tiền bối được không phi cầu lo lắng vẫy đuôi a à, có làm được không co tô vũ bật cười ngay có thể ta tin tưởng mai hãy lấy giày của văn vương ra dinh chết hắn đi phi cầu bất đắc đi đáp a à, biết rồi tô vũ nói phi cầu đối phó thiên tôn vậy còn lại 6 vị thiên vương sẽ do 7 vị thiên vương chúng ta đối phó thay trận này tất thắng chúng ta có 9 vị hợp đạo nhị đảng bên kia tuy rằng nhiều hợp đạo nhưng cũng không tính là cái gì chúng ta còn rất nhiều vị trấn thủ có thể thăng cấp bất cứ lúc nào tuy đối phương có hơn 30 vị hợp đạo nhưng cùng lắm chỉ có vài người là nhị đảng cũng không có quá nhiều thiên vương lần này chúng ta cần đánh đột kích thông thiên hầu sẽ trực tiếp truyền tống chúng ta đến hang ổ của bọn họ đến nơi phải lập tức ra tay đầu tiên phải giết bớt hợp đạo trước chắc chắn bọn họ không thể lường trước được rằng chúng ta dám trực tiếp truyền tống đến tận hang ổ tô vũ tươi cười cùng vọng tự tin nói lần này phải đánh ra uy danh phải khiến bọn họ sợ hãi câu viện thiên tôn bị dụ tới cứu viện là chúng ta đã thành công phải cho vạn tộc biết rằng chi mạch hỗn độn mạnh như thế nào thuận tiện giết thêm người đề trục cự phù hầu về mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề tuy nguy hiểm nhưng vẫn có thể đánh được phi câu chỉ cần chặn được thiên tôn tuy phe tô vũ ít người nhưng tổng thể vẫn chiếm cứ một chút ưu thế cái yếu nhất là cửu nguyệt và thiên diệt thì cũng đã là tứ đảng trong số đối phương có lẽ còn có kẻ ngũ đảng thậm chí là lục đảng lục đảng chính là kẻ chứng đạo bằng tam thân pháp nhưng không hiểu sao đại chú vương vẫn có chút bất an mơ hồ vũ hoàng đối phương chỉ có một vị thiên tôn thôi ư không sợ có nhiều thiên vương chỉ sợ có thêm cường giả thiên tôn một vị thiên tôn yếu thì vẫn đánh được hai vị thiên vương mạnh một chút thì vài vị thiên vương cũng không thể địch nổi đối phương tô vũ nhướng mày ngươi không tin thiên môn sao trừ khi trong khoảng thời gian ngắn người tối qua đối phương lại có thêm một vị thiên tôn không thì không có khả năng yên tâm đi thiên tôn cũng không phải cải trắng nếu gặp nguy hiểm thì ta sẽ mang mọi người lập tức rút lui không sao đâu thiên diệt cười nói chúng ta đương nhiên tin tưởng vũ hoàng lần này ta nhất định phải giết vài tên không giết người thì sao có thể thăng cấp vũ hoàng tới nơi thì nhớ thả ta ra trước đương nhiên tô vũ mỉm cười những người khác không lên tiếng bọn họ đều tin tưởng sẽ không có vấn đề tô vũ đứng lên lớn tiếng gọi thông thiên có thông thiên hầu vội vàng đi ra Tô Vũ đạn dò, lát nữa ta đưa vị trí cho ngươi, ngươi hãy truyền tống đến nơi bằng tốc độ nhanh nhất, ta sẽ giúp ngươi trấn áp dao động không gian, nhất định phải đến vị trí chuẩn xác. Rơi xuống ngay trên đỉnh đầu bọn họ không thành vấn đề thông thiên hầu tự tin, ta là cánh cửa thành đạo, có thể mở cửa ở bất cứ nơi nào, ta đã thăm dò rõ ràng thượng giới này rồi, nơi đây là địa bàn của ta, ta muốn đi đâu thì đi đó ha ha ha. Có chi khi Tô Vũ vỗ vai y. Mọi người chuẩn bị xong chưa? nếu là phải hành động theo mệnh lệnh của ta tô vũ nhắc lại một lần nữa hắn nói rất nhiều lần đám người đại tần vương cho rằng hắn đang nhắc nhở mấy người vừa tới nên không để ý mọi người đã quen hành động theo lệnh của tô vũ dù tô vũ không mở miệng thì mọi người cũng hiểu nhưng những kẻ khác có nghe lời hay không thì khó mà nói trước đại chu vương liếc nhìn tô vũ sâu trong đáy mắt ẩn chứa sự nghi ngờ tô vũ nói nhiều lần như thế để làm gì nếu không yên tâm thì cứ dứt khoát không mang theo đám người mới là được mang đi mà phải liên tục phân tâm giải trường thì không phải tự rước thêm phiền cho mình sao có vài thời điểm y không thể hiểu được tâm tư tô vũ đại chu vương cảm thấy trận chiến này hơi nóng vội không có khả năng đối phương luôn tụ ở bên nhau chắc chắn phải có lúc phân tán giờ phút này thực lực hai bên trên lệch không lớn hai chiến trước chưa chắc đã có lợi sao tô vũ nhất quyết phải làm vậy địch minh ta ám hiện tại mọi người trốn tránh ở đây rõ ràng là có ưu thế nhưng tô vũ lại mặc kệ hàn truyền âm cho lam thiên để lại một đạo phân thân cho ta ta sẽ đặt nó trong văn minh trí lam thiên im lặng liếc nhìn hắn rồi gật đầu tô vũ đang giữ một phân thân của y thấy y đồng ý thì tô vũ không nói lời nào chỉ lặng lặng lấy phân thân đang bám trên cổ tay ném vào văn minh trí tô vũ nhìn những người khác hẳn là tất cả đều sẽ nghe lệnh trừ thiên diệt tô vũ ngẫm nghĩ rồi trực tiếp mở miệng thiên diệt ngươi đừng quấy rối ta bảo ngươi lui thì ngươi phải lui nếu bởi vì một mình ngươi mà làm hỏng chuyện của ta thì ta đây sẽ không khách khí đến lúc đó toàn bộ trấn thủ đều sẽ hổ thẹn vì ngươi đầu thiên diệt nô ra từ một tờ giấy trong văn minh trí hắn lộ vẻ bất đắc dĩ ta không đáng tin đến vậy à sao ta có thể làm thế được dù sao ta cũng từng là quân nhân thuộc trấn linh quân chẳng lẽ ta không biết kỷ luật phải nghiêm minh sao vũ hoàng ngươi khinh thường ta rồi đấy hắn tủy thân muốn chết ta sẽ nghe lệnh mà vì sao lại nhắc nhở mỗi mình ta nhắc luôn tinh hỏng có được không tô vũ cười cười dỗ dành vậy coi như ta chưa nói gì đi ngươi là quân nhân phục tùng quân lệnh là được đương nhiên thiên diệt vô cùng buồn bực hắn không muốn nói chuyện với tô vũ nữa tiểu tử này đã quên lúc trước ta đối xử tốt với ngươi thế nào ư hiện tại nghi ngờ ta vô cớ làm người ta khó chịu muốn khóc luôn rồi này tô vũ không nói gì thêm hắn đã tận tình tận nghĩa nói rất nhiều lần rồi chỉ cần nghe lệnh thì chưa chắc sẽ xảy ra chuyện nhưng trong cuộc chiến có thêm một vị thiên tô này chỉ cần bọn họ không nghe lệnh thì chắc chắn sẽ có người ngã xuống kết cục ra sao phụ thuộc vào lựa chọn của chính bọn họ truyền tống tô vũ quát khẽ hắn đưa ra một tọa độ tông thiên hầu lập tức mang mọi người truyền gì cùng lúc đó tô vũ cũng dùng tinh vũ ấn chấn áp hết thảy dao động trên đường chương ba nghìn sáu đột ngột tấn công đáng người nguyệt hạo vẫn đang ở trên núi lúc này mọi người đang tụ tập trong một gian phòng khá lớn đột nhiên trong lòng nguyệt hạo giật thót lá cao mày bất an đề nghị rút lui đi nơi đây đã bại lộ không thích hợp để làm căn cứ nữa đến chỗ khác thôi bà lão không đồng ý nguyệt hạo chúng ta vừa mới thiết lập các loại đại trận ở đây hiện tại rút lui chẳng phải là lãng phí sao dù bị phát hiện thì thế nào bà lão chính là vị thiên tôn thứ hai ở đây nên bà có thể hô thẳng tên nguyệt hạo bà lão cảm thấy không cần phải lo lắng kẻ phát hiện ra là nhất mạch của người truyền lửa đúng không dù biết chúng ta ở đây thì bọn họ dám đến sao thực lực bọn họ thế nào có bao nhiêu thiên tôn bao nhiêu chuẩn vương bà lão bật cười bọn họ dám đến đây cũng tốt chỉ là đến chịu chết mà thôi chỗ này cách địa bàn trong tộc không xa dù đối phương có hai ba vị thiên tôn thì cũng chẳng sao chỉ cần kéo dài thời gian chờ cứu viện tới thì bọn họ vẫn sẽ phải chết nguyệt hạo hít sâu một hơi nhắc nhở đừng quên bên ngoài còn có thiên tôn vạn an tộc chẳng lẽ thiên tôn vạn tộc sẽ ra tay khi chưa rõ thế cục ư hỗn độn sơn nguy hiểm bọn họ sẽ không tùy tiện tiến vào đâu bà lão cảm thấy nguyệt hạo cẩn thận quá mức nếu không thì bảo lão tổ rơi núi vậy thì có thể quét ngang tất cả nguyệt hạo nhíu mày nhìn bà sau một lúc lâu gã mới nói nguyệt cẩm ngươi không thể nói như vậy nếu huyết chiến tới cùng thì vạn tộc cũng có thể phản kháng huống chỉ kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho chúng ta nguy cầm im lặng chỉ cảm thấy gã quá nhát gan chi mạch ngươi truyền lửa dám đến đây sao hơi một tí là đòi đổi căn cứ trong khi nơi này vừa mới chế tạo xong hao phí không ít tài nguyên nguyệt hạo tưởng đống tài nguyên đó là miễn phí chắc chẳng lẽ về sau cứ bị phát hiện là lại phải đổi chỗ bà không còn lời gì để nói nguyệt hạo thấy những người khác cũng tỏ thái độ phản đối thì hơi tức giận thực ra chính gã cũng cảm thấy nhất mạch của ngươi truyền lửa không dám tùy tiện đến đây nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, dù sao bọn họ cũng đã bị phát hiện. Thế cục trở thành địch trong tối tang mải sáng, chi mạch hỗn độn đã quen địch minh ta ám. Thoa chốc hiện giờ lại thành phe mình là bên bị bại lộ khiến gã không thoải mái lắm, đối phương nhìn trộm ba lần, cuối cùng còn trực tiếp càn quét qua. Đây không phải dấu hiệu tốt, nhưng gã không thuyết phục được nhóm người trước mắt, phải làm sao đây? Bỗng nhiên gã đứng bật dậy, nguy cảm, có cảm nhận được không gian dao động không? Bà lão cạn lời. Nguyệt Hạo, có phải ngươi quá mệt mỏi rồi không? Bà có chút bực bội, gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng khiến ngươi cảm thấy không an toàn à? Dứt lời, bà lão cũng vội vàng đứng dậy theo. Hình như thật sự có dao động không gian truyền đến, các vị thiên vương không có cảm giác gì. Miệt Hạo cảm nhận được trước tiên, sau đó tới bà cũng cảm giác được. Hai người liếc nhìn nhau, thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, không thể nào, Người Cầm cũng động dung, sao có thể như vậy? Có địch tập kích, một tiếng hét to, hai người đều xông lên, ra tay đánh thẳng về một phương hướng giết cùng lúc đó trời cao vỡ ra một cánh cửa bất chợt xuất hiện tô vũ hét to một tiếng cầm bút điểm xuống mươi 23 vị cường giả đồng thời xuất hiện lập tức lao lên tấn công tiểu bạch cầu trực tiếp lấy giày ra giãng về phía nguyệt hạo ầm 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 trời sụp đất nứt khi tức cường hãn khiến ngọn núi chia năm xẻ bảy đại chiến đột nhiên bạo phát chuyện xảy ra quá đột ngột khiến đám người nguyệt hạo đều sợ ngây người kê địch cứ thẳng thường đánh tới như vậy ư giờ khắc này toàn bộ hỗn độ sơn đều chấn động dữ dội trong nháy mắt hơn 60 đạo khí tức hợp đạo cường hãn vô biên bùng nổ trong hỗn độn sơn bên ngoài núi các vị thiên tôn vạn tộc đều ngây người chuyện gì vậy chi mặt ngươi truyền lửa ra tay sao điên rồi đúng không cứ thế tấn công ư bọn họ mới ký kết hiệp nghị chưa lâu sao chi mặt này phải làm như vậy thiên mệnh hầu âm trầm phán đoán ngay sau đó y hít sâu một hơi ba vị thiên tôn 13 vị chuẩn vương lời này chấn động nhân tâm tất cả mọi người đều hoảng sợ sắc mặt hoang thiên tôn kịch biến như như vậy chỉ mạch ngươi truyền lửa dốc toàn bộ lực lượng sao hay là chi mạch hỗn động dốc toàn bộ lực lượng có lẽ đều không phải mọi người kinh hãi quá nhiều đột nhiên xuất hiện ba vị thiên tôn người mấy vị chuẩn vương và mấy chục vị hợp đạo cảnh khiến mọi người đều thấy hoảng sợ trước đó bọn họ chỉ nghĩ rằng đây là một trận chiến quy mô nhỏ nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không phải như thế treo lý thuyết nhất mạch của người truyền lửa không thể có quá nhiều cường giả mới đúng nhưng hiện giờ đột nhiên có nhiều người xuất hiện như này khiến vạn tộc hoảng sợ vô cùng Nói lại, chỉ một cứ điểm của hỗn độn nhất tộc thôi cũng có nhiều cường giả như vậy sao? Bọn họ vừa nghĩ rằng có khi nào đó chỉ là diễn kịch hay không thì nơi xa đã có một chùm pháo hoa bay lên, có cây đã chết. Là hợp đạo đầu tiên vẫn lạc trong trận chiến điên giỏ đang diễn ra trên kia. Trận chiến chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi từ chiến. Mọi người liếc nhìn nhau. Đây là trận từ chiến chân chính. Thật hung tà. Hợp đạo đại chiến vừa bắt đầu đã có một người chết. Này còn không phải là từ chiến thì là cái gì? không ngờ nét mặt của y truyền lửa lại tống hận chi mạch hỗn độn như thế bọn họ xuống tay cực nhanh cực tàn nhẫn mấy vị thiên tôn vạn tộc hoàn toàn không dự đoán được bọn họ tưởng rằng cùng lắm chỉ có một cuộc tập kích quy mô nhỏ mà thôi dễ quyết tử chiến dọn sạch phản đồ nhân tộc truyền thừa ngọn lửa nhân tộc dù chết cũng không ủa phí tiếng hô thê lương quyết tuyệt vang vọng thiên điện. tâm ẩm ảm tiếng ngầm rú chấn động trời đất ngay sau đó tam nguyệt đột nhiên bay về phía bên kia mấy người nguyệt thiên tôn vừa định nói gì đó thì tam nguyệt đã quát nhưng cơ hội đi giết mấy tên đi. Chẳng lẽ muốn chờ tiếp ư? Đám thiên tôn nghe vậy thì đều nhíu mày, có điều vẫn nhan chóng bay về phía chiến trường bên kia. Nếu nhất mạch của người truyền lửa đã chủ động khai chiến thì đây có lẽ là cơ hội để một lưới bắt hết. Chỉ mặt này quá cương mãnh, các vị thiên tôn hoàn toàn không dự đoán được sẽ có trận chiến quy mô lớn như vậy. Chương 3065, ác chiến, phe tô vũ tiến công chớp náng, khi thế cương mãnh kinh người. Vừa tới liền xuất thủ chém giết, 23 vị cường gia đình cấp, một kích tung ra trong nháy mắt đánh nổ một tôn hợp đạo đánh cho đại đạo của người nọ hoàn toàn đứt đoạn lục thân hóa thành bột mịn ngay cả thời gian để phản ứng đều không có đáng chết miệt hạo giận dữ chi mạch người truyền lửa thế mà thực sự có can đảm đánh tới quá điên cuồng rồi bất quá giờ phút này lã không còn tâm tương để lo lắng cho những người khác bởi vì trước giày của văn vương đã mạnh mẽ đập tới tâm âm một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra miệt hạo bị một cước giã mạnh tới nỗi vùi sâu vào trong lòng đất giết bọn hắn dưới nền đất nguyệt hạo gầm lên giận dữ ngay sau đó từng đầu xỉu xích màu đen xuyên qua thiên địa khóa chặt chiếc giày của văn vương lạn vô số sợi xích đen hung hãn nối liền trời đất mà giờ khác này tiểu bạch cầu cũng hiện ra đại đạo hư ảnh của nó dũng mãnh lao tới cắn về hướng những sợi xích giam cầm kia náo hư ảnh tiểu bạch cầu ngửa mặt lên trời thét dài rắc một tiếng cắn đứt một đầu diều xích dưới mặt đất nguyệt hạo thất kinh đây rốt cuộc là đạo gì đại đạo giam cầm của gã có thể trực tiếp bị cắn đứt mà chiếc giày kia vô cùng cường đại xen lẫn với khí tức mãnh liệt một lần nữa dãy rộ dãm chân xuống một cái ầm ừ. vô số xiềng xích đứt vãi một cước nhìm cho nguyệt hạo lần thứ hai chìm xuống dưới đất tiểu bạch cầu thở dốc kịch liệt mà trên trần nguyệt hạo dưới mặt đất đột nhiên lại toát ra một cánh cổng địa ngục lã quát chói tai phong giới cánh cổng hiền hiện lập tức nhanh chóng bay về hướng chiếc giày cảnh cường mở rộng ra giống như muốn cường ngạnh nuốt gọn chiếc giày đó vào trong mà trên chiếc giày lại lần nữa bộc phát ra khí tức cường hãn ầm ừ. ầm một cước đá mạnh về phía cánh cửa rác chiếc giày ngày xưa một cước đã đạp chết tây thiên vương hôm nay liên tục giãm mạnh mấy lần vẫn không thể đạp chết nguyệt Hạo. giờ phút này nó đá lên trên cánh cửa thì cũng chỉ có thể tạo ra một vết nứt dài mà nguyệt hạo thì đã bị chấn tới phun máu tươi ánh mắt rét lạnh tột cùng cổng địa ngục mổ ra tối đa oanh lại là một tiếng va thật lớn thô phệ hoàn toàn trước giày Trước giày bị nuốt vào xong trong nháy mắt cánh cửa đã đóng kín lại tông âm toàn bộ cánh cổng rung động kịch liệt mà người thạo cũng không ngừng gộc máu lã bạo hống một tiếng trên tay xuất hiện ngàn vạn đầu xiềng xích hoa chặt cánh cổng ấy sau đó gã thét lớn phong cổng địa ngục phối hợp thêm phong tỏa đại đạo chỉ chốc lát đã có thể phong tỏa chiếc giày của văn vương tiểu bạch cầu thở hồn hền đáy lòng kinh hãi bất quá nó chẳng còn quản được nhiều nữa hư ảnh đại đạo lần nữa phóng lên điên cuồng cắn về hướng vã họ người kia miệt hạo vừa phải dồn sức chân áp chiếc giày lại vừa phải phân tâm đối phó với tiểu bạch cầu tuy vã là cường giả cấp thiên tôn nhưng bây giờ cũng khó mà chịu đựng nổi. con chó này rất mạnh, bản thân nó chưa chắc đã có thực lực thiên tôn, nhưng khi phối hợp với chiếc giày kia thì tuyệt đối có chiến lực đánh ngang ngửa với một thiên tôn chân chính như vã. Nguyệt cảm, Nguyệt Hạo gào thét, ngã đã bị tiểu cầu này cuốn lấy, không thể thoát thân. cũng may là còn có Nguyệt Cầm ở đây. mà trong lúc bọn hắn đang giao chiến, bên phía Tô Vũ, bảy vị thiên vương đang đối chiến với sáu vị thiên vương cùng một thiên tôn của chỉ mặt Ngục Vương, lấy bảy đánh bảy. lam Thiên đối chiến chính là bà lão Nguyệt Cầm kia. ừm nương theo tiếng giống của nguyệt hạo trong giây phút song phương va chạm lam thiên đã bị đánh bay nục thân nổ tung thiên tôn và thiên vương vẫn có sự chênh lệch rất lớn nhưng mà lam thiên chết đi lại phục sinh ngay tức thì khi tức hơi tục giảm một chút ý quát lớn đây là thiên tôn vị thiên tôn thứ hai giờ phút này những người khác đều biến sắc vị cường giả cấp thiên tôn thứ hai nhiều hơn một vị thiên tôn so với suy nghĩ của bọn họ mà tô vũ thấy thế thì quát lạnh một tiếng vạn phủ trưởng tới hỗ trợ bánh nhân đậu chống đỡ bánh nhân đậu bắn ra lao về hướng đối thủ thiên vương của vạn thiên thánh vạn thiên thánh cũng quát lên một tiếng lớn hóa thân vạn đạo thất tình lục dục hỉ nộ ai ô ai lạc dục đủ loại phân thân của ra điên cuồng điều động lực lượng đại đạo trong chớp mắt đã đánh lui tên thiên vương nọ sau đó lập tức lao về phía lão bà nguyệt cảm giờ phút này trước mặt tô vũ cũng là một cường giả thiên vương hỗn độ đạo nục thân của tên này cực kỳ cường hãn hỗn độ nhất đạo là hình thái ban đầu của thân thể đại đạo đối phương quơ một cây búa lớn bổ thẳng về phía tô vũ đấu kha đây là cường giả lần trước liên thủ với vũ hy chất nữ của nguyệt hạo đi giết cường giả minh tộc tứ đại cường giả cấp thiên vương ngày đó hùng tử thủy đấu kha vũ hy vũ trấn đều có mặt vào lúc này ngoại trừ bốn vị thiên vương ấy thì còn có hai tôn thiên vương khác một nam một nữ thực lực đều rất mạnh không phải là loại chỉ có hình thức nháy mắt khi tô vũ giao đấu cùng đấu kha liền cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa ra từ người đối thủ loại khi thế sát lục ấy không phải những kẻ bế quan có thể dưỡng ra đấu kha vung với búa lớn Tô Vũ cũng dùng bút hóa đao. Vừa giao chiến với hắn ta vừa quát, ám ảnh, các ngươi nhanh chóng giết địch rồi đi trợ chiến, đại chu vương, đốc toàn lực ứng phó, Tô Vũ gầm thét, giờ phút này, đám đại chu vương đều đang rất sốt ruột. Nhiều hơn một tôn thiên tôn. Phiên phức lớn rồi, mà văn minh trí của Tô Vũ thì lơ lửng xuất hiện, tức khắc, một nhóm người trong đó bị hắn nén ra ngoài, Nên thủ giết đám hợp đạo nhỏ yếu, Tô Vũ hét to. Bây giờ có rất nhiều vị trấn thủ bị hắn ném ra ngoài, đó đều là vĩnh hằng cử đoạn bao gồm cả hạ long võ cùng đám người diệt tầm những người này vừa xuất hiện sắc mặt đều tái nhợt mau tìm cơ hội tấn cấp hợp đạo đi giết âm 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 thanh rúng động hơn 60 vị cường giả đỉnh cấp bạo phát đại chiến dữ dội trên mảnh đại nhựa này nơi xa đám thiên diệt đều biến sắc tô vũ không nói rút lui vậy thì chỉ có thể từ chiến giết thiên diệt sáng xuống một gậy đánh cho một vị hợp đạo thổ huyết không ngừng thông thiên hầu liên tục truyền tống từng vị hợp đạo đến trước mặt một vị cư giả đỉnh cấp nào đó trong chớp mắt sẽ bị mấy vị hợp đạo nhị đẳng giết chết tông âm tương trùng pháo hoa bốc lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi tính cả một vị hợp đạo bị giết trước đó thì đã có ba hợp đạo của chi mạch mục phương bị giết tại chỗ thế nhưng nhìn tình hình thì rõ ràng phe tô vũ vẫn đang trượt dần xuống thế hạ phong bánh nhân đậu không địch lại tử thủy bị đánh cho liên tục bại lui và thiên thắn liên thủ với lam thiên cũng không địch nổi nguy Cầm bị lão bà dùng lửa địa ngục thiêu đốt cho đại đạo đều tán loạn nhất mạch này không phải chỉ mạnh bình thường chúng đều không phải là kẻ yếu trong số thiên tôn thiên vương chương ba sáu mươi hung tàn dễ tô vũ mở thiên môn ra bút đạo bộc phát một đao đâm thẳng về hướng kẻ địch mà lúc này sâu trong hỗn độn sơn có từng đạo khí tức bay lên rõ ràng nội vây thánh tộc đã cảm ứng được chiến cụm đang diễn ra ở đây đối phương đang ở trong chỗ rất sâu của hỗn độn sơn so với khoảng cách của tam người bọn họ thì còn xa hơn một chút nhưng mà chỉ e tam người sẽ tới trễ hơn bởi vì tam nguyệt vừa bay vào hỗn độn sơn không lâu thì rất đông cổ thú đã bừng bừng phẫn nộ mà lao về hướng bọn họ trận phù của họ còn chưa chế tạo được bao nhiêu rất nhanh đám thiên tôn không có trận phù đều đã bị những cổ thú kia vây quanh bên ngoài có rất đông cổ thú đang cản đường đây chính là điểm nguy hiểm của hỗn độn sơn không có ngọc phù thì những người này đều sẽ bị cổ thú nhàng vào cho dù bọn họ rất mạnh nhưng đám cổ thú ấy cũng không phải kẻ yếu dây dưa một hỏi là chuyện hiển nhiên đại nhân đại chu vương không gọi tên của tô vũ y quát lên một tiếng lớn đánh lui u trấn y cảm nhận được nguy cơ rõ ràng nhất y muốn rút lui nhanh lên nếu không một khi đám gia hỏa vòng trong đến nhanh hơn vạn tộc thì bọn hắn liền xong đời tình báo xuất hiện sai lầm nhiều hơn một vị thiên tôn đại biểu bên mình thiếu đi hai vị thiên vương thiếu hai vị thiên vương thì yêu thế vốn có sẽ biến mất không đơn thuần chỉ là không có yêu thế mấu chốt là hai đại thiên vương còn không lợi hại bằng đối phương chẳng những vạn thiên thánh đã rơi xuống hạ phong dây của tiểu bạch cầu dù sao cũng chỉ là ngoại vật bị phong tỏa rồi thì giờ phút này cũng bị nguyệt hạo lật bàn trong nháy mắt đã đè ép được tiểu bạch cầu từng đầu xiềng xích màu đen trực tiếp cuốn lấy hư ảnh đại đạo của nó nguyệt hạo cũng có địa ngục chi nhãn có thể mở mắt nhìn đại đạo những xiềng xích kia trực tiếp khóa chặt đại đạo của tiểu bạch cầu tiểu bạch cầu rõ ràng đã không thể địch lại đối phương nguyệt hạo cũng không phải thiên tôn bình thường dù là trong nhóm thiên tôn thì lã cũng là cường giả đỉnh cấp hoàn toàn có thể đè ép tiểu bạch cầu mà đánh toàn diện rơi vào thế hạ phong không. Những vị hợp đạo nhị đẳng miễn cưỡng còn có thể chiếm cứ một chút thế thượng phong, bởi vì mọi người đều khá mạnh mẽ, một đánh hai hay một đánh ba đều có. Lúc trước khi lão quy là hợp đạo nhị đẳng thì cũng có thể lấy một đánh ba. Giờ phút này, bên kia có thể xem như chiếm ưu thế, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bên phía Tô Vũ cũng sẽ xảy ra chuyện. Lòng đại chu vương nóng như lửa đốt, đây là lần đầu tiên tình báo xuất hiện sai lầm, lần này lại còn là tự Tô Vũ đi dò xét, kết quả lại có nhiều hơn một vị thiên tôn, xong đời rồi vì sao tô vũ còn chưa nói rút lui nếu không rút lui một khi dây dưa tiếp thì chưa hẳn còn có thể rút được nữa mà đến tận lúc này tô vũ vẫn không ra lệnh cho mọi người chạy trốn hắn và đấu kha trong chớp mắt đã giao thủ mấy vạn chiêu một tiếng ẩm vang một tiếng bạo hưởng tô vũ bị đấu kha bổ trúng đầu trên chắn hiện ra vệt máu mà tô vũ cũng bổ một đao trúng của đối phương máu tươi bắn tứ tung đấu kha liếm môi khi tức đầy hung tàn cười ha hạc không ngừng tiểu gia hỏa cũng cường lắm ta sẽ băm nát ngươi cho chó của ta ăn ông bố lớn lại bổ tới vòng trong của hỗn độ sơn bộc phát từng đạo khí tức dù cách không thì tô vũ cũng cảm nhận được hơi thở của thiên tôn hắn quay đầu sang thiên môn mở rộng mặt không biểu tình nhưng mà hắn thấy được ba đầu đại đạo siêu cấp đang lao tới là ba vị thiên tôn đúng vậy ở hướng kia có ba vị thiên tôn đang lấy tốc độ nhanh nhất để chạy đến bên này ba vị thiên tôn cộng thêm hai vị nơi đây thì tổng cộng có năm vị cường giả cấp thiên tôn một khi ba người kia chạy đến tô vũ sợ rằng toàn quân sẽ bị diệt rất xa tối thiểu cần một phút đồng hồ. tô vũ thầm nghĩ khoảng cách như vậy cũng tính là rất xa cương giả đại chiến không chiến đấu thì thường chỉ mấy giây liền có thể phân ra sinh tử sinh tử là chuyện chỉ chớp ngáng trong khoảnh khắc mét khi đấu kha một lần nữa tiến lên hai mắt tô vũ lóe lên vẻ tàn khốc sau một khắc bốn đại hợp đạo đột ngột xuất hiện thiên long hầu phượng hoàng côn bằng vượng hoàng bốn vị hợp đạo đều đang nhắm chặt mắt họ đang phải thừa nhận thông khổ to lớn mấy ngày nay tô vũ một mực cho tấn bọn họ công kích đại đạo của họ trong nháy mắt khi bốn vị hợp đạo xuất hiện tiếng nổ rúng động vang lên huynh phượng hoàng bạo động khí tức quyết tịch tự bạo nổ cho đấu kha ngược tới đếm người cái này cũng chưa tính sau một khắc vận hoàng và côn bằng đều trực tiếp nổ tung dư âm bắn phá khiến đấu kha ra chốc thịt bong máu chảy như mưa tuôn năm vị hợp đạo cũng có thể chiến thiên vương mà ba đại hợp đạo tự bạo không hề yếu hơn so với năm hợp đạo liên thủ chỉ chốc lát đã nổ cho đấu kha tàn phế ai cũng sẽ không dùng hợp đạo tự bạo như vậy. Mà Tô Vũ thì đương nhiên chẳng mấy bận tâm, dù sao cũng không phải là người của hắn, ba cỗ pháo hoa bốc lên. Mà giờ khác này, Thiên Long Hầu đột nhiên thanh tỉnh, lã mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi chất chứa hy vọng sau cùng, lã bạo hống một tiếng, hóa về bản tôn, Ân ầm chấn động, nụ thân của gã nổ tung, trực tiếp nổ cho đấu kha chia năm xẻ bảy, mà chút ý chí lực của Thiên Long Hầu hóa thành một chuồng sáng, vội vã bỏ chạy, Tô Vũ biến sắc, vội quát lớn, ngăn biển ý chí của Vã Lạn, bản thân Tô Vũ cũng hiển hiện trước người đấu kha ngay tức thì, liên tiếp ba đại cường giả tự bạo và một vị cường giả tự bạo nhục thân, đấu kha bị tặc cho ngơ ngơ ngác ngác, nhục thân phân liệt, nhưng cũng đang cưỡng ép tụ tập lại, mà Tô Vũ lại mở thiên môn, thấy được khí tức hỗn độn mạnh mẽ kia đang hội tụ bành bắn ra liệt hỏa, a! À, tiếng kêu thảm thiết thế lương vang lên giữa thiên địa. Cứu ta, đấu kha gào thét, giờ phút này Tính cả ba hợp đạo tự bạo của Tô Vũ thì trọn vẹn đã chết bảy vị cường giả hợp đạo. Ở nơi đây, hợp đạo cảnh chết như ngả dạ, nơi xa, tử thủy gào thét một tiếng, phong ấn thiên địa. Lập tức cưỡng ép phong ấn bánh nhân đậu, mà bánh nhân đậu cũng mở miệng thật lớn, một ngụm cắn đứt đường đi của đối phương, không cho nàng có cơ hội tiếp viện. Bịch bịch bịch, bánh nhân đậu bị đánh cho không ngừng bay ngược, trong miệng lớn tràn ra một cỗ quy tắc chỉ lực. Đây không phải là máu nhân lại tương đương với máu thịt của y. Đại chiến ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, Sóc Phương đều không có bất kỳ thăm dò, không có quá nhiều lời nói. Chỉ có chú tâm giết chóc, đi chết đi. Hà Diễm nốt trời phóng lên, bút đạo to lớn hiển hiện, một đao tích ra nàn vạn đao, hướng không đều bị Tô Vũ chém nát, quanh, một tiếng nổ vang rung trời tái khởi, mà ngay một khắc này, tiếng nổ mạnh to lớn cũng truyền ra, hư ảnh của đấu kha hiển hiện, lộ ra một vẻ hung tàn, trực tiếp tự bạo chính mình, uy lực tự bạo to lớn càn quét thiên địa, ha ha ha, tiểu gia hỏa, giết ta thì ngươi cũng phải chết, anh. tô vũ bị chấn bay ngược về sau nục thân vỡ vụn đấu kha nơi ra. mấy vị thiên vương giận dữ gào thét đấu kha đã chết một tôn thiên vương bị giết trận chiến này mới chỉ diễn ra trong chốc lát mà đã chết một vị cường giả thiên vương tô vũ không ngừng ho ra máu thiếu điều ho ra cả ngũ tạo lục phủ trong lòng hắn đang rất chấn động bộ tộc này không hề tầm thường tứ đại hợp đạo tự bạo kết quả chỉ khiến đấu kha bị thương nặng thế mà tại thời khắc này vã vẫn không lựa chọn đào vong không lựa chọn lui tránh mà là trực tiếp tự bạo. Loại ý chí chiến đấu mãnh liệt như thế, Tô Vũ rất ít khi lập, hắn tựa như thấy được Chu Hạo kẻ suýt nữa đã bị hắn giết khi chiến một trận phân sinh tử trên lôi đài với hắn lúc còn ở học, phủ năm xưa, đúng vậy, chính là loại khí thế hung hãn giết ra từ trong đống yêu thú, dám đạp lên xương cốt của cái địch mà phát triển từng bước, quá hung tàn. Điều này tương đương với việc dùng tính mệnh ba vị hợp đạo cộng thêm một hợp đạo trọng thân và một vị chuẩn vương như Tô Vũ thụ, hương, khi ấy mới miễn cưỡng giết chết được đầu kha, Chương 3067, Tô Vũ điên rồi. Ô anh, Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi. Người đầu tiên rơi xuống lại là bánh nhân động, bánh nhân động bị đối phương dùng kiếm xuyên thủng thân thể, trực tiếp trao ở trên thân kiếm, trong miệng chảy ra rất nhiều quy tắc chỉ lực, miệng y hái ra hợp lại rồi lại hái ra, ánh mắt đầy mê mang, trong cặp mắt to lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ta còn chưa ăn được thiên cổ đâu. Là ta nói ta có thể ăn thiên cổ, bánh nhân đậu lầu bầu, thật tâm tiếc nuối y nhìn thoáng qua bánh hấp xa xa thật sự không nõ rời xa chút nào thế như nó tận lực rồi tô vũ trả đại giá để giết một tôn thiên vương mà y cũng vô pháp địch nổi vị thiên vương trước mắt này đối phương rất mạnh những thiên vương này chẳng những cường đại mà còn hết sức hung tàn ai ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thậm chí còn biến ảo kinh hơn hơn cả đám gia hỏa hạ giới thường xuyên đại chiến nhiều bánh nhân động tô vũ xuất sực quát lớn phá không lao tới thế nhưng tử thủy vừa tung một kiếm xuyên thủng bánh nhân đậu cũng đang phẫn nộ vô hạn thấy tô vũ vào tới thì lập tức trở nên ngoan lệ trừ kiếm còn xuyên qua bánh nhân đậu cứ như vậy đánh thẳng về hướng tô vũ Sát khí vô hạn tổng bánh nhân đậu bị đánh tan nát ở đây y không thể mượn dùng lực lượng thời không trường hà không thể dùng lực lượng của văn vương kỳ thật có muốn y cũng mượn không được bởi vì lần trước đã từng làm một lần rồi lập tức thân thể bánh nhân đậu nứt ra lực lượng đại đạo tràn lan y vốn dĩ chính là quy tắc đại đạo văn minh trí lơ lửng trên không quét ngang qua trong văn minh trí một đầu ngụy đạo đứt đoạn tức thì âm âm quy tắc mạnh mẽ nổ tung một trùng pháo hoa theo sát pháo hoa bên chỗ đầu kha vút lên giết chóc cứ như vậy bạo phát bộc phát nhanh tới cực hạn hỗn độ nhất tộc chết một vị thiên vương bên phía tô vũ bài nhân đậu cũng bị đánh chết tại chỗ chén giết cực kỳ hung ác mà tô vũ cũng lập tức lao vào giao chiến với tử thủy sau một khác tô vũ chuyển âm tới nơi xa thanh âm thấp đến không thể nghe thấy đại tân đại hạ tự bạo nhục thân oanh nay sau lời của hắn đại tân vương cùng đại hạ vương mặc dù có sừng sút một chút nhưng mà trong mắt hai người cũng hiện ra vảnh man độc so độ hung ác ư chúng ta chấn thủ nhân tộc hơn 400 năm chém giết vô số hung ác thì hung ác ai sợ ai ông âm hai vị hợp đạo nhị đẳng lập tức tự bạo lục thân lại còn là nhục thể hoang thiên thú cường đại sáu tên hợp đạo đang vây công hai người bọn họ từ phía cơ hồ là trong nháy mắt bị nổ chia năm xẻ bảy lập tức chết mất năm tên duy chỉ có một vị là nhục thân võ nát đại đạo chưa hoàn toàn rãy vỡ cấp tốc chạy thoát đi hoảng sợ khiếp đảm thật sự gặp được ngoan nhân từng trùng pháo hoa không ngừng bốc lên văn minh trí lại lần nữa càn quét thiên địa trong đó có một tờ xuất hiện một tôn cường giả ma đạo chính là hư ảnh ma đạo sau khi thôn phệ vị chủ nhân quy tắc kia trong phút chốc hư ảnh này đã nuốt sạch tất cả mọi người bao gồm cả đại tần vương và đại hạ vương cùng với tên hợp đạo trọng thương đang cố thoát đi kia mà trong văn minh trí một lần nữa có vô số hư ảnh đại đạo đứt đoạn rất nhiều quy tắc chỉ lực hiện lên lão tần lão hát nơi ra đại minh vương giống to một tiếng ông thất thần tới nỗi đứng ngây ra bọn họ chết rồi ư ừ. tô vũ truyền âm bảo bọn họ tự bạo mọi người đương nhiên không biết chỉ thấy đang giữa lúc hỗn chiến nụ thân của hai vị đại vương đột ngột bạo nổ mấu chốt là quy tắc chi lực đã đứt rãy sinh ra quy tắc bạo động đây là dấu hiệu của việc đã ngã xuống mà tô vũ cũng rất kích động cực kỳ phẫn nộ giận dữ hết hỗn trướng tai bảo các ngươi tự bạo hai vị hợp đạo nhị đẳng tự sát nổ chết sáu vị hợp đạo của kẻ địch liệu có coi như kiếm lời không chưa hẳn mà giờ khác này chỉ mạch Mục phương cũng đều kịch chấn đều là một đám ngoan độc trận hỗn chiến còn chưa tới một phút vậy mà bên chi mạch mục vương đã chết người vị hợp đạo và một vị thiên vương mà bên phía tô vũ thì đã có ba vị hợp đạo đỉnh cấp vẫn lạc cộng thêm ba vị hợp đạo bị hắn bắt tới thế mạng sóc phương đều tổn thất nặng nề trọn vẹn người bảy đạo pháo hoa lóe sáng rực trời trên không trung một màn này khiến cho đám cường giả vạn tộc xa xa chấn kinh cũng khiến cho ba vị thiên tôn đang bay tới từ nơi rất sâu trong hỗn độn sơn phải rúng động nhất mạch ngươi chuyển lửa điên cùng như vậy ư trực tiếp dùng mệnh đổi mệnh 17 vị cường giả đỉnh cấp đều là sự tồn tại đỉnh phong ở vạn giới cứ thế mà chết đi cùng lúc đó thanh âm của tô vũ truyền vang tứ phương giống giận gào thét giết từ chiến đến cùng không chết không thôi đại chu vương biến sắc dưới thiên vương toàn bộ tự bạo giết địch cho ta tô vũ nổi giận gầm lên bảo tồn biển ý chí có thể sống một người thì tính một người lời này vừa nói ra lại tiếp tục làm chấn động nhân tâm toàn bộ tự bạo mà theo sau lời hắn nói chỉ mất một khác tiếng nổ ầm ầm đã vang dội tiếng vang kịch liệt vọng khắp đất trời toàn bộ hỗn độn sơn chỉ còn lại thanh âm bạo liệt thao thao bất tuyệt kia đại minh vương thiên diệt tinh hồng bánh hấp đều trực tiếp nổ tung nhục thể ai nấy đều hết sức điên cuồng mang theo về tuyệt vọng bất đắc dĩ và nuối tiếc bọn họ như những kíp nổ trực tiếp lao về phía đám hợp đạo của đối phương ông âm cảnh tượng đột ngột tự bạo tập thể ấy khiến cho hỗn độ nhất tộc ngư ngẩn bọn hắn chinh chiến cùng cổ thú bao năm nhưng chưa bao giờ vạp qua loại tình huống quyết tuyệt này một lời không hợp vô số vị cường giả đồng loạt nổ tung cửu nguyệt hơi trần trờ một thoáng nhưng rất nhanh ti liền cắn răng hạ tâm tâm một tiếng nổ âm vang theo vòng bạo tạc ba nãy nụ thân của y nổ bay một tên hợp đạo đối địch văn minh trí lại lần nữa càng quét lướt qua trong hỗn loạn mọi người đều không thấy rõ được tình hình chung quanh, chỉ thấy được từng trùng pháo hoa bay lên. trong đám hầu thượng cổ có người cả giận quát, rút lui, nên rút lui, tự bạo, điên rồi đúng không? giờ phút này vẫn có thể rút lui mà. tô vũ điên rồi, giết đến đỏ mắt luôn rồi. mà tô vũ lúc này đang bị tử thủy đánh cho liên tục bại lui, ánh mắt của hắn rét lạnh, hết sức khó coi. ta đã nói mọi sự đều phải nghe ta, dưới thiên vương toàn bộ phải tự bạo nục thân, thế nhưng đám hầu thượng cổ kia đều không làm theo quả nhiên lần trước trấn nam hầu tự bạo không phải là bởi vì tô vũ hung tàn mà bởi vì trấn nam hầu muốn cứu bách chiến phải biết trong nhóm hầu thượng cổ chỉ có Hòa vân tuyết lan năng khê là thiên vương còn sáu vị ám ảnh định quân anh vũ vân thủy giang hải vô sơn đều chỉ là hợp đạo nhị đẳng bên phía tô vũ thì chỉ dây lát đã mất đi tám vị cường giả trong số 23 vị cường giả có 8 vị tự bạo, còn lại 15 vị phần lớn đều là hầu thượng cổ hoặc là tướng quân, bây giờ chỉ còn tô vũ đại chu vương lam thiên vạn thiên thánh thông thiên hầu và phỉ cầu là còn sống thông thiên hầu chỉ là hợp đạo nhưng đã nhận được truyền âm từ tô vũ trước đó nên y không hề vọng động trong chớp mắt phe tô vũ đã tổn thất một phần ba mà bên phía kẻ địch dưới thiên vương vốn dĩ có tới 30 hợp đạo ngạp nhiều cường giả tự bạo như vậy thì cũng chết mất gần chục vị cộng thêm số hợp đạo ngã xuống trước đó bất quá bây giờ vẫn còn hơn người vị hợp đạo cảnh chương ba nghìn đồng quy vô tận giữa chiến loạn đẫm máu tông thanh trói tai của tô vũ vang lên tự bạo mau sắc mặt đám hầu thượng cổ đều kịch biến sáu người giang hải thấy kẻ địch còn hơn người vị hợp đạo thì không khôi phản bác có thể đánh hoặc là rút lui có thể mà một đấu hai mà thôi vẫn có thể đánh một trận sao phải tự sát tập thể chứ tự bạo tô vũ lần nữa gầm thét mấy người khác đều buồn bực không lên tiếng cắn răng điên cuồng đánh về hướng những người kia tự bạo làm gì có thể chiến đấu vì sao lại phải tự bạo trong đám người định quân hầu nhìn thoáng qua tô vũ lòng đầy bất đắc dĩ và bi lai lã truyền âm cho hắn bảo vệ nữ nhi của ta ta không đại biểu được cho bọn họ tâm một tiếng nổ kịch liệt vang lên sau khi tiếng nổ này ấy truyền ra bên cạnh định quân hầu anh vũ tướng quân cũng nhìn về phía tô vũ rồi lại nhìn đám vân thủy hầu lộ ra vẻ bất đắc dĩ lòng nàng hết sức phiền muộn hóa ra cuối cùng vẫn là không thể chung sức đồng lòng ngay cả ta không phải cũng đang chân chờ sao Rốt cuộc Tô Vũ muốn làm gì? Ầm. Lần nữa lại có một tiếng vang thật lớn, pháo hoa nối tiếp từng trùng. giờ phút này, người còn sống đều hốt hoảng, sợ hãi. Đại chiến đã được bao lâu đâu? Vậy mà hợp đạo cứ chết một nhóm lại một nhóm, Thoáng cái bên phía Tô Vũ đã giảm quân số đi người vị, chỉ còn lại 13 người. Mà bên phía hỗn độ nhất tộc tổn thất còn nặng nề hơn, hoàn toàn không ngờ tới nhất mạch người truyền lửa điên cuồng đến trình độ này, vừa đến liền tự bạo giết địch vốn có 30 vị hợp đạo mà đến giờ phút này chỉ còn lại 78 vị. Còn may thực lực của 78 vị hợp đạo này đều khá cường đại, bởi vì kẻ nhỏ yếu thì sớm đã bị nổ chết từ lâu. Đám người còn sống đang vây công nhóm ám ảnh hầu, lòng đầy rung động và chấn kinh, sợ rằng mấy tên đối diện đây cũng sẽ tự bạo, đều điên hết rồi. Sóc Phương chỉ mới đại chiến lần đầu mà thôi, cừ hận gì mới có thể khiến đám hợp đạo kia nghĩa vô phản cố mà tự bạo hàng loạt cơ chức nơi xa. Lóm thiên vương đang giao chiến cũng kinh hoàng thất sắc. Đồ điên! gia hỏa này túng là kẻ điên rồ nhất mà bọn họ từng biết bên kia mệt hạo đang đè ép phì cầu mà đánh cũng nổi lên ý lạnh trong lòng giận dữ hét ngươi là ai tên tóc bạc ấy rõ là điên giỏ đánh trận không phải đánh như vậy đây quả thật là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm nếu cứ đánh như thế thì hợp đạo vạn giới đã sớm chết hết rồi hợp đạo đại chiến đều là có thể giết liền giết không thể giết liền chạy thực sự trốn không thoát thì mới liều chết đến cùng mà làm như thế chẳng qua cũng là vì liều mạng câu sinh chứ không phải nói một lời không hợp liền chơi trò tự sát kéo người chết chung không có ai lại đánh trận như thiết đây không phải là binh lính bình thường đây là một đám cường già hợp đạo là tồn tại cấp cao nhất nhưng trong trận chiến này lại bị gã tóc bạc điên cuồng kia coi thành bong cảm tử mà tiêu hao đối thủ trận chiến này dù thánh tộc có thắng thì cũng tổn thất quá trảm trọng chết hơn 20 vị hợp đạo và một vị thiên vương tô vũ không nhìn tới đám ám ảnh hầu nữa bốn trọi tám bất quả ám ảnh hầu bọn họ đều rất mạnh chưa chắc đã thua hắn cắn răng điên cuồng gào thét, liều mạng đi. Giết sạch chúng đi, mấy tên khốn kiếp các ngươi dám phản bội nhân tộc, đáng chết. Dù chúng ta diệt phong thì trận chiến này các ngươi cũng đã bại lộ, các ngươi cứ chờ chết hết đi. Giết. Tô Vũ điên cuồng xông tới đánh tử thủy, tự bạo, đều tự bạo cho ta. Biển ý chi có thể trốn thì cứ trốn, cố gắng giết sạch đám xúc sinh này. Trốn không thoát thì đồng quy vu tận với kẻ địch, từng vị thiên vương đều kinh hãi tột độ, lại muốn tự bạo sao, đồ điên trên đời này đáng sợ nhất là mấy tên liều mạng bất cần như hắn bọn họ là kẻ đã liếm máu qua vô vàn hung thú nhưng vẫn chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào ngoan tâm tàn nhẫn như vậy ầm ừ, ầm ừ, một tiếng nổ lớn vang tận mây xanh vô số phân thân của lam thiên nổ tung đánh cho nghịch cầm thổ huyết xích nứt. mà khí tức phân thân của lam thiên cũng tụt xuống tới mức cực hạ thiên thánh giết bà ta ha ha giết bà ta lam thiên chỉ còn lại một vài phân thân nhỏ yếu mà số phân thân đó vẫn đang không ngừng tiêu vong vạ thiên thánh bừng bừng phẫn nộ ông cắn răng Bước bách vạn đạo bộc phát không ngừng đánh thẳng về hướng nguy cầm tô vũ giận dữ quát hỏa vân các ngươi muốn kháng lệnh sao nổ chết đám vương bát đân đối diện đi sắc mặt đám người hỏa vân hầu đều tái đi chết tiệt nhất định phải đồng quy vô tận thật sao tu luyện tới cảnh giới này nào có dễ dàng trong mắt hỏa vân hầu lóe lên vẻ dãy ruộng y có thể tấn cấp thiên vương là nhờ tô vũ giúp y cũng từng nói muốn giúp tô vũ giết một tôn thiên vương để đền ơn đây là hứa hẹn của y nhưng giờ khác này vô vàn suy nghĩ lóe lên trong đầu hỏa vân hầu một khắc cuối cùng lòng y bất đắc sĩ đến cực điểm hoàn toàn không cam tâm y lào thét ngươi đúng là đỏ điên điên từ đầu tới cuối ta không nên tiếp nhận trợ giúp của ngươi để trở thành thiên vương đều không ta có thể giống như những người khác không cần để ý bất cứ thứ gì huynh một tiếng tiếng nổ khiến trời xanh thất sắc ca quét toàn bộ thiên địa lực lượng hỏa đạo điên cuồng đốt cháy vì thiên vương đối diện sớm đã có dự cảm trong nháy mắt khi hỏa vân hầu tự bạo thì hắn đã cấp tốc trốn chạy lục thân không ngừng bị tặc nứt không ngừng khôi phục rồi lại không ngừng nổ tung đợi đến khi trốn ra khỏi vòng chiến đấu khi tất cả người hắn đã tụt giảm một mảng lớn lòng còn ôm sợ hãi ngoại giới chiến đấu là như vậy sao đây là lần đầu tiên hắn ta chém giết cùng cường giảng ngoại giới trước đây khi hắn chém giết với cổ thú cũng rất hung tàn nhưng tuyệt đối không phải như vậy lần đầu tiên chiến đấu với bên ngoài liền khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi vô tận trong tộc nói cường giảng ngoại giới không tính là gì trước đó đám vũ hy đi giết người cũng rất nhẹ nhàng nên đã khiến bọn hắn cảm thấy cường giả ngoài kia đều rất phế nhưng bây giờ thì sao khủng hoảng tột đội nếu người ngoại giới đều quyết tuyệt như này thanh tộc có thể thắng được a à? ngay tại khi hắn nghĩ đến những thứ này thông thiên hầu một mực không có động tĩnh gì lại đột ngột mở ra một cánh cửa tô vũ trong nháy mắt biến mất khỏi tâm mắt tử thủy xuất hiện ngay trước mặt vị thiên vương kia lại một đao chém xuống thì thiên vương vừa chạy trốn trong lòng vẫn còn sợ hãi ấy bất ngờ không kịp đề phòng nhục thân bị chém nổ hoàn toàn văn minh trí tiếp tục càn quét huyết nhục bị bao khỏa toàn bộ bao mùng cả chiến đấu trước đó văn minh trí một mực lơ lửng trên không càn quét thiên địa tô thiên vương thứ hai vẫn lạc chương ba nghìn sáu mươi chín ta sẽ quay lại tô vũ cười lớn hay lắm chết sạch đám xúc sinh các ngươi dù chúng ta thu thì các ngươi cũng phải chôn cùng hắn nghiêm mặt gào thét Mười thiên tôn các ngươi đừng quên phóng thích cự phủ các ngươi nợ ta ta đã giết hai vị thiên vương và rất nhiều vị hợp đạo nơi xa xôi Người thiên tôn đang chém giết cùng cổ thú nghe thế thì run tay đến nỗi chém lệch một đao giờ phút này mọi người đều ôm lòng sợ hãi đây là một đám điên rồi chiến đấu bộc phát không đến một phút đồng hỏ hỗn độn nhất tộc đã thiết hai vị thiên vương và 22 hợp đạo mà bên phía tô vũ một vị thiên vương bỏ mạng 10 vị hợp đạo liều chết còn có ba vị hợp đạo không rõ danh tính khác tự bạo kỳ thật bọn hắn không cách nào phân biệt rõ trên đại thể chỉ cảm giác được đó không phải là cùng một bọn với Tô Vũ, tính ra thì chọn vẹn người bốn vị cường giả đã vẫn lạc, hỗn độn nhất tộc là 24 vị, 38 vị cường giả đỉnh cấp cơ hỏi là bỏ mạng trong chớp mắt, chiến đấu điên loạn như vậy. Mãi trừ cuối mỗi lần triều tịch thì chưa bao giờ xảy ra, sắc mặt tam người kịch biến, sau một khắc, một cây trúc đánh chết một đầu cổ thú, lão cấp tốc mở đường bay về phía bên kia, địch nhân còn có 3 vị thiên tôn sắp tới rồi. Không chỉ vậy, nơi sâu thẳm trong hỗn độn sơn hình như cũng cảm nhận được sự hung tàn của nhóm người tô vũ lại lần nữa có vô số đạo khí tức bốc lên chỉ sợ vị lão tổ kia cũng không ngờ tới bên cạnh nguyệt hạo có nhiều cường già lại nhanh chóng bị đối phương tự sát tập kích làm hao binh tổn tướng không có ai lại đánh trận như thế thượng cổ cũng không dám làm như này một trận chiến mà thôi nếu đều đánh ác liệt như vậy thì hơn ngàn hợp đạo thượng cổ qua mấy chục lần giao đấu sẽ chết sạch rồi đâu còn ai để mà phong hầu nữa tô vũ thở hồn hền rồi lại cười điên cuồng phe hắn đã giết hai tôn thiên vương tuyết lan nam khê đại chu vương còn đang riêng phần mình đối chiến với một vị thiên vương từ thủy cắn giang quyết định không truy sát tô vũ nữa mà là dứt khoát chuyển hướng về nhóm ám ảnh hầu trước hết giết bọn gia hỏa này đã sau đó lên thủ tám vị hợp đạo để đi giết tô vũ sao bốn người ám ảnh hầu rất mạnh tám ảnh vân thủy gia hải vô sơn đều là hợp đạo nhị đảng tám vị đối địch lại chỉ có hai vị nhị đảng còn lại đều không bằng bọn hắn Bốn đánh tám mà vẫn chiếm cứ thế thượng phong. Thế nhưng giờ phút này này có thêm một vị thiên vương tới trợ chiến, sắc mặt vụ sơn kịch biến, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mê vụ, hô lên, nhân. Hiện tại bên chỗ Tô Vũ không có địch nhân, bởi vì từ thủy không tìm đến hắn, Tô Vũ sẽ có thể xuất thủ viện trợ. Nhưng Tô Vũ không buồn quản bọn họ, mà là nhìn về phía Tuyết Lan và Nam Khê, nhếch miệng lặp lại lần cuối. Tự bạo nhục thân, nổ chết những tên vương bát đản kia. Sắc mặt Tuyết Lan và Nam Khê đều tái đi, mà thiên vương đang giao chiến với họ cũng biến sắc lại làm nữa ư u trấn điên cuồng quát to chỉ có các ngươi mới biết tự bạo sao oanh một tiếng nổ vang vọng rung trời thân thể của u trấn nổ tung hóa thành lực lượng phong ấn cường hãn ca quét về phía bọn họ tuyết lan tướng quân bị dư âm chấn nổ lục thân thổ huyết như muốn ho ra cả phổi sau một khắc trực tiếp bị lực phong ấn mạnh mẽ kia giam cảm ngay tại chỗ mà giờ khác này trên thân tuyết lan đồng thời bộc phát ra khí tức cực kỳ cường hãn đó là lực lượng băng phong trực tiếp đóng băng toàn bộ địa giới chung quanh vì thiên vương thứ ba của hỗn độn nhất tộc phẫn lạc cũng là bị ép buộc chỉ có các ngươi mới có thể tự bạo thôi sao chúng ta lại không thể ư u trấn cũng sợ mẹ nó những tên điên này làm cho người ta quá sợ hãi thay vì chờ đợi đối phương tự bạo không bằng bản thân tự bạo trước có điều biểm ý chí của u trấn vẫn chưa bạo liệt mà là lựa chọn trốn chạy như tô vũ lại hiển hiện tức thì văn minh trí cản quét lướt qua bốt đạo cường hãn chém xuống một cái tàng trực tiếp chém nổ biển ý chí của đối phương tô vũ điên cuồng cười tao ta sẽ khiến các ngươi chịu không nổi mà đồng loạt tự sát oanh hắn vừa dứt lời nơi ra vì câu đã bị nguyệt hạo quất xiềng xích khiến cho lục thân vỡ vụn máu tươi nhuộm đầu toàn bộ thân thể nó rất đau đớn có điều lúc này trong lòng nó không có quá nhiều cảm xúc thống hận chỉ cảm thấy mất mát chủ nhân vẫn chưa trở lại bại rồi dù cho trước giày có mạnh hơn thì cũng không phải đầu của nó Căn đạo của nó còn chưa đạt tới trình độ đỉnh phong lúc này căn bản là không có cách nào địch nổi nguyệt hạo không chỉ nó thất bại bên kia lam thiên hóa thân thành nữ tử xinh đẹp động lòng người tươi cười sán lạn cả thân thể bắt đầu rừng rực cháy thiên thánh giết tiện nhân kia ta sẽ muốn một khúc vì ngươi lam thiên xinh đẹp nở nụ cười vô cùng thánh khiết thương sinh đều khổ ta cứu thương sinh thoát ly bể khổ thế nhân cười ta điên đại ta cười bọn chúng ngu muội thế gian này khó mà tìm được một chi kỷ ánh lửa kịch liệt thiêu đốt thiên địa vô số hư ảnh của lam thiên hiển hiện mỗi người một mặt mỗi người một câu thương sinh đạo vô số lam thiên dấn thân vào biển lửa kia tàng thân trong biển lửa vì thương sinh mà thiêu đốt thân thể của chính mình giờ khác này tô vũ không còn tâm tư để quản bọn họ đại chu vương đã áp chế vũ hy nam hay hầu lại có phần không bịch nổi một vị thiên vương khác từ thủy đã giết tới chỗ nhóm vụ sơn bên kia rất nhanh phe ngục vương lại chiếm cứ yêu thích giờ phút này tô vũ nhìn về phía đại chu vương đại chu vương cũng quay đầu nhìn tô vũ trong mắt lộ vẻ khổ sở đáng chát và bất đắc bĩ không nói ra được nhân tộc ta tội gì phải khổ như thế chứ sau một khắc trên người y dâng lên một cỗ khí tức cường hãn vũ hy đang giao thủ với y lộ ra vẻ mặt kinh hoàng một cái chớp mắt trên chắn nàng liền hiện ra một cánh cửa cổng địa ngục nơi đây chỉ có nàng và nguyệt hạo mới có cánh cửa này bên kia nguyệt hạo đang điên cuồng trói quật tiểu bạch cầu đột nhiên lã cũng biến xác trong tích tắc đã xuyên qua hư không mà lao đến lã thét dài một tiếng một cánh cửa hiển hiện đó là cổng địa ngục của gã tăng thân thể của đại chu vương nổ tung Nguyệt Hạo cản ở phía trước cổng địa ngục, cùng với cổng địa ngục của Vũ Hy đồng thời nổ tung, dây của Văn Vương thoát khốn. Lập tức hiển hiện, mạnh mẽ giảm xuống một cước, ầm ầm. Đông Nguyệt Hạo bị đạp phát nổi văn minh trí của Tô Vũ lại lần nữa càn quét phóng qua, cơ hồ là cùng với tiểu Bạch Cẩu đồng thời hiện lên ở bên cạnh Nam Khê Hầu, một người cầm đao, một chó điên cuồng cắn xé, huynh, vị cường giả đối chiến với Nam Khê Hầu bị một người một chó trực tiếp đánh nổ ngay tại chỗ, sắc mặt Nam Khê Hầu tái nhợt, Tô Vũ cười khét đi cứu bọn họ đi. Nam Khê Hầu không dám không nghe, lập tức lao về hướng đám ám ảnh hầu bên kia, mà Tâu Vũ lộ ra nụ cười nhẹ, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch Cầu, Tiểu Bạch Cầu thì một mặt buôn dâu. cái đuôi của nó đã đứt mất. Nó nhìn thoáng qua người thạo cùng Vũ Hy đang bay ngược, lộ ra ý muốn trưng cầu, xử lý thế nào? Tô Vũ nhìn về phía Mười Cầm, truyền âm nói: "Giết lão thái thái này, sau đó chạy trốn." "Đúng vậy, nên chạy trốn." Nam Khê Hầu liên thủ với bốn vị hầu nhị đẳng, là sống hay chết thì tùy vào tạo hóa của bọn họ đi hắn chỉ muốn tranh thủ giết được một vị thiên tôn ngay sau đó bút đạo bộc phát ra khí tức cực kỳ cử hãn trong giây lát đã thiếu đốt đến cực hạn tất cả quy tắc chỉ lực đều bộc phát tiểu bạch cầu cũng điều khiển dây đạp mạnh một cước về hướng người cầm nơi xa bên kia lam thiên thiếu đốt phân thân một tiếng nổ ầm vang đùng đùng vang vọng vạn thiên thánh thấy thế thì lộ ra ý cười trong khi người cầm thì hoảng loạn bà ta đã cảm nhận được nguy cơ tử vong ập tới bà ta chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức cái nhưng, vạn thiên thánh còn đang ở đây, ngươi nên chôn cùng đi thôi. Đùng, cả người nổ tung tức thì, tinh vụ ấn nhanh chóng hiển hiện, chân áp đối phương trong tích tắc. Đúng lúc này, tiểu bạch cầu viêu chân một cái, đạp cho người cầm chia năm xẻ bảy, mà bút đạo của tô vũ cũng thiêu đốt đến cực hạn. Một bút điểm suýt về hướng đại đạo của bà ta, rắc, thanh âm đạo đạo đứt dãy vang lên, bút đoạn biến mất, mà đại đạo của người cầm cũng triệt đề đứt dãy, hư ảnh hiển hiện, quy tắc cường hãn cuốn cho đất trời bạo động nổ tung, một chùm pháo hoa chói lóa đến mức cả thượng giới đều có thể nhìn rõ mười người bay lên giờ khác này thông thiên hồng một mực đi theo tô vũ bạo hống một tiếng một cánh cửa hiện ra tô vũ nắm lấy tiểu bạch cầu trong nháy mắt đã biến mất bên trong cánh cửa kia hắn nở nụ cười điên cuồng đầy về không cam lòng ta sẽ quay lại dù có phải hóa thành lệ quỷ cũng sẽ quay lại Cầm, cửa bị nguyệt hạo phẫn nộ tung xiềng xích đánh qua tiện thể đánh xuyên cả thiên địa chương ba nghìn trận chiến thứ hai ở nơi xa xôi mấy người ám ảnh hầu điên cuồng gào thét, vài vị hợp đạo bị đánh giết trong chớp mắt nhưng bọn họ cũng trọng thương ngã gục. Nam hề hầu bỗng nhiên biến sắc, tố vũ đã chạy, thế nhưng hắn không mang bọn họ theo, trốn rồi. Y bắt được mấy người vân thủy, điên cuồng trốn chạy ra ngoài, bởi vì y đã cảm nhận được sự phẫn nộ từ nguyệt hạo đang lan tràn đến bên chỗ họ, thân thể ám ảnh hầu run lên, ho như muốn văng phổi ra khôi lồng ngực. thổ đốc nói, nam khê các ngươi trốn đi tìm đi tìm ẩm. Một tiếng vang âm chói tai, ám ảnh hầu nổ tung nghe lập tức nổ chết thêm hai vị hợp đạo đang đuổi cho phía sau. Vô dân sợ hãi thét to, đi mau. Âm, um, lại là một tiếng bạo hưởng, mê vụ cửa hãn tràn lập thiên địa, che đậy bốn phương tám hướng. Đằng sau, ngoại trừ Tử Thủy chạy ra một đoạn thì nhiễn hợp đạo khác trực tiếp bị mê vụ kia ăn mòn không còn một mảnh. Nam Khê hầu tóm được Vân Thủy và Giang Hải, lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng xé rách hư không. Y vẫn đang ho ra máu liên hồi, nhưng điều này cũng không cần chờ Y điên cuồng đảo tàu. Trong nháy mắt bóng dáng mấy người đã biến mất, mà nguyệt hạo vừa định truy sát bỗng nhiên sắc mặt lại biến hóa bên kia có từng đạo khí tức thiên tôn đang bốc lên mà bên cạnh ngã từ thủy cũng rút lui trở về ngay tức thì ở phía sau sắc mặt vũ hy trắng bệch cấp tốc đi tới tụ hội trên hố trời rộng lớn như vậy thoáng chốc chỉ còn lại ba người bọn họ mà giữa không trung mấy chục đóa pháo hoa vẫn còn đang bốc cháy rừng rực trên cao Hết như đang lâm vào mộng cảnh đối với ba người mà nói hết thảy thoáng qua chẳng khác gì một cơn ác mộng một phút đồng hỏi Đúng vậy, chỉ một phút đồng hỏ mà thôi, nhưng chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi đó, bọn hắn đã chết 30 vị hợp đạo, bốn vị thiên vương, một vị thiên tôn, mà đối phương cũng tử thương vô số, đa giá không. Giờ khắc này, ngay cả Nguyệt Hạo cũng thấy mờ mịt. Sau lưng gã, khí tức của ba đạo thiên tôn ập tới, rất nhanh, ba vị thiên tôn đã hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy thảm trạng này thì đều im lặng, mang theo vẻ mê mang không biết nên nói gì. Tờ khu rừng rậm hỗn độn đối diện, mấy vị thiên tôn đã đánh chết mấy chục cổ thú cũng toàn thân đẫm máu vội vã chạy tới đối diện chỉ có bốn vị thiên tôn và hai vị thiên vương sáu bảy mươi hợp đạo mới rồi tự nhi chỉ là ảo tưởng của mọi người bởi vì trong chớp mắt đã không còn bóng dáng một ai nữa trên mặt đám người thiên tôn lộ ra vẻ động dung nhất mạch người truyền lửa đều là những kẻ điên điên cuồng đến cực hạn mà ngay một khắc này người thiên tôn đột nhiên xuất thủ một kích đánh nổ một tia ô quang đó là một vệt ánh sáng đang bị cổ thú trong hỗn độn sơn tập kích người thiên tôn bắt lấy ánh sáng đó đáy lòng chấn động thiên long hầu thế mà vẫn có người còn sống thiên long hầu không ngờ biển ý chí của vị này lại trốn ra được người thiên tôn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều lập tức ổn dưỡng biển ý chí của thiên long hầu rồi nhìn về phía đối diện tâm trạng hết sức nặng nề bốn vị thiên tôn bên phía chỉ mạch ngục vương không nói gì mà ở chỗ sâu trong hỗn độn sơn vẫn còn có không ít khí tức đang bốc lên đều rất cửa hãn sắc mặt của hoang thiên tôn cực kỳ khó coi mạch này quá mạnh còn nữa vì sao nhất mạch ngươi truyền lửa lại phải làm như vậy điên cùng quá mức hơn 20 vị giả đỉnh cấp nam khê hầu mang theo hai người bỏ chạy mà bên chỗ tô vũ bên kia hình như cũng chỉ dẫn thông thiên hầu và phì cầu chạy thoát một lực lượng cường đại như thế cứ vậy mà chôn vùi tại nơi đây đây rốt cuộc là dạng thù hận gì mới khiến bọn hắn phải làm ra lựa chọn quyết tuyệt như này trận chiến này thật sự khiến tất cả mọi người choáng váng đám nguyệt hạo cũng bị đánh cho hồ đỏ thua thiệt sao chưa hẳn là bọn họ đã thua thiệt sau một trận chiến đối phương chết rất nhiều thiên vương hợp đạo tử vong đều là đỉnh cấp đương nhiên tính ra thì vẫn có chút thiệt thòi bởi vì phe bọn họ đã chết một vị thiên tôn thế nhưng nội tình của nhất mạch người truyền lửa hẳn là không quá thâm hậu nhỉ trận chiến này chẳng phải là đã đánh tụt thực lực đối phương rồi sao thậm chí có thể nói nhất mạch người truyền lửa hội tụ được nhiều thiên vương như thế cũng đã vượt qua tưởng tượng của họ kết quả chỉ mặt vô cùng thần bí này ngày hôm nay bỗng nhiên phát điên lên cứ thế mà dứt khoát từ chiến một trận với bên mình vô số trùng pháo hoa vẫn còn đang cháy rừng rực trên không trung toàn bộ núi lớn sau rừng rậm hỗn độn triệt để hóa thành hố trời thừa dịp lã trọng thương mau đòn mạng vã. nay một khắc này tam Nguyệt bất chợt vầm lên vào thét phóng qua một cây trúc đánh xuống khiến cho thiên bang địa liệt toàn bộ rừng rậm hỗn độn kịch liệt run chấn tức khắc có một con đại điểu cấp bậc thiên tôn lao vút lên tam nguyệt nóng này hết dễ chẳng lẽ chờ chúng khôi phục nguyên khí sao dù giết không được thiên tôn thì cũng phải giết hai tên thiên vương kia nghe thế dù cho đám nguyệt thiên tôn cảm giác hơi khác thường nhưng vẫn nhao nhao đạp không phóng tới trăm chiến tam nguyệt nói rất đúng có điều thời khắc này tam nguyệt hơi thất thố hình ảnh này lọt vào trong mắt đám nguyệt thiên tôn cũng đã khiến họ nhận ra chút gì đó tam nguyệt hẳn là có liên quan tới nhất mạch người truyền lửa bây giờ nhất mạch người truyền lửa bỗng nhiên nổi điên tử thương vô số tam nguyệt không muốn báo thù mới là lạ khó trách hôm nay tam nguyệt vẫn luôn xông lên công kích phía trước đối diện chỉ có bốn vị thiên tôn hai vị thiên vương mà bọn chúng lại mới vừa trải qua một trận đại chiến, đang ở trạng thái tàn huyết. Đương nhiên, trong rừng rộng hỗn độn còn có một con đại điều cấp thiên tôn, trong dòng sông hỗn độn cũng có một con cá sấu quái thú thiên vương, đều rất mạnh, nhưng hiện giờ ở nơi đây có tới chín vị thiên tôn của vạn tộc, giết, quát to một tiếng, chín vị thiên tôn nhao nhao giết tới. Không thử cơ hội này bỏ đá xuống giếng, vậy thì cũng quá có lỗi với thế cục mà nhất mặt người truyền lửa chế tạo ra. Bốn đại thiên tôn thì thế nào chứ? Dù tăng thêm con đại điều kia thì cũng chỉ có 5 vị, chiến lực hai bên vẫn có sự chênh lệch nhất định đối diện đám người nguyệt hạo đều biến sắc rút lui một tiếng gầm thét họ cũng không nghĩ ngợi nhiều được nữa mau chóng rút lui nếu còn không chạy thì chắc chắn sẽ vù thay hết thầy ở đây ngươi ra một cỗ khí tức cường hãn bốc lên hình như đó là khí tức của lão tổ bộ tộc này nhưng mà chính vị thiên tôn chỉ nhìn thoáng qua chứ không mấy bận tâm vẫn điên cuồng đánh tới cường giả tuyệt thế của hỗn độ nhất tộc ư nhất mạch người truyền lửa nói không sai bộ tộc này quả thật vô cùng cường đại khi tức kia dung chuyển lòng người có lẽ thật sự có chiến lược của chủ nhân quy tắc nhưng thì sao chủ nhân quy tắc chủ nhân quy tắc cũng phải nhìn xem là cảnh giới gì nếu nhỏ yếu thì ba vị thiên tôn tuyệt đối có thể địch nổi cùng lắm thì quyết chiến một trận mà thôi chương ba nghìn bảy mươi sắc khí trùng thiên ầm chính vị thiên tôn đều bộc phát khí tức cường hãn dung chuyển toàn bộ thiên địa đám cổ thú giờ phút này lại thoáng chân chờ tiếp tục đấu sao ở rừng rậm hỗn độn đã điều bị tam nguyệt điên cuồng gõ nện không khôi lào thét một tiếng đột nhiên dương cánh bay vút lên cao cấp tốc thoát đi trên dòng sông quay thu cá sấu cũng lặn trốn tức thì biết rõ không địch lại thì sao có thể chịu chết đến cảnh giới của chúng thì dĩ nhiên vẫn phải có chút trí tuệ chạy thôi bên ngoài đã bị chính vị thiên tôn đánh chết tới mấy chục đầu của thú hợp đạo bọn chúng cũng biết thế cục hiện tại quá nguy hiểm thế nên cả hai nhau nhau trốn chạy trận chiến này không chỉ bên phía tô vũ cũng không chỉ hỗn độ nhất tộc mà cổ thú ở hỗn độn sơn cũng bị đánh chết rất nhiều bây giờ chín vị thiên tôn lại đang cùng nhau đánh tới bên kia sắc khí trùng thiên dễ ẩm ừ. oanh kích cách không từng viên thần văn to lớn của đạo thiên tôn bao trùng thiên địa đại đạo kinh văn thậm chí hóa thành thư tịch đánh thẳng về phía trước hoa thiên tôn rộng chân một cái cả vùng đất rung động kịch liệt phía trước vô số tường đất trong tích tắc hóa thành cự nhân đánh về hướng nguyệt hạo các vị thiên tôn cùng bộc phát ra chiến lực hung hãn khí cơ dung chuyển ma thiên tôn cũng tỏa ra ma khí thao thiên kết hợp cùng với hồn thiên tôn rất nhanh ma khí ngược trời đã bốc lên ma lâm quát khẽ một tiếng hai vị cường giả ma tộc dường như đang triệu hoán thứ gì đó không tầm thường trong hư không bỗng nhiên có một đạo ma ảnh hiện ra tựa như từ quá khứ hai tương lại vọt tới phút chốc đã rơi xuống chỗ đám người nguyệt hạo thân ảnh to lớn bao trùm thiên điện âm một tiếng đập nát tử thủy thiên vương mới rồi đã may mắn chạy trôi chết hỗn trướng đám người nguyệt hạo giận dữ mà đối diện mấy vị thiên tôn đã cấp tốc lao tới gần hỗn trướng ư giết các ngươi các ngươi liền biết cái gì mới gọi là hỗn trướng cơ hồ này rất khó có được nếu là tao mộ bình thường thì sẽ rất khó đối phó bốn vị thiên tôn như vị thiên vương mấy chục hợp đạo còn có đại lượng cổ thú thật sự quá khó đối phó nhưng hôm nay tình cảnh nơi này đã bại lộ thực lực bại lộ từ trong âm thầm lại bị kéo ra chỗ sáng chín đại thiên tôn cũng không phải kẻ ăn chay cộng thêm vừa mới đại chiến một trận bọn gia hỏa này cũng không phải nhẹ nhàng giành thắng lợi mà là thảm trọng nặng nề mới đánh lui được nhất mặt người truyền lửa cổng địa ngục của nguyệt hạng đều bị phát nổ còn phép lối cái gì ma ảnh hiện ra lập tức đạp chết một vị thiên vương có thể thấy được ma ảnh này mạnh tới nhiều nào đây cũng chính là thiên phú kỹ của ma tộc ma lâm triệu hoán cường giả ma tộc trong cõi u minh triệu hoán thực lực quá khứ và tương lai của họ hai đại thiên tôn liên thủ triệu hoán thì hiển nhiên sẽ mạnh hơn một vị thiên tôn rất nhiều bây giờ ma thiên tôn và hồn thiên tôn đều đang thao túng tôn ma ảnh ấy càn quét bốn vị thiên tôn đối địch mà bốn vị thiên tôn của hỗn độn nhất tộc cũng đang quyết liệt chống cự trong đó có người tu luyện hỗn độn nhất đạo một quyền đánh ra làm cho thiên bang địa liệt đại đạo đều phải run lên theo vừa chiến đấu vừa chạy trốn bốn đấu chín rõ ràng là họ không thể địch lại về phần thiên vương duy nhất còn sống sót cũng chính là vũ hy thì căn bản không hề tham chiến năng cũng vô lực tham chiến chỉ có thể hoảng loạn tìm đường đào thoát phương xa một cỗ khí tức cường hãn bồng phát tiếng gầm thét vang vọng đất trời các ngươi muốn chết huynh sau một khắc khí tức nọ xuyên qua hư không lấy tốc độ cực kỳ mau lẹ đập vỡ không gian rồi trực tiếp động không lao tới mấy vị thiên tôn đều lộ ra sắc mặt nương trọng là chủ nhân quy tắc sao hay là cường giả cấp bậc của bách chiến bọn họ không dễ phán đoán nhưng bọn họ đều biết đối phương rất mạnh thật sự rất rất, rất mạnh binh thiên tôn nguyệt thiên tôn thiên mệnh lôi bạo bốn người các ngươi đi nhanh chiến đạo thiên tôn phân công đi vào hoang thiên tôn cùng với hai vị ma tộc cộng thêm tam người sẽ lấy năm đánh bốn tắp chế đám nguyệt hạo này rồi lại nói có thể giết hiền giết giết không được thì tính sao bất quá phải dò xét thực lực của vị cường gia đình cấp hỗn độ nhất tộc này trước bốn đại thiên tôn cũng không nhiều lời cấp tốc phá không lao ra bộ tộc này quá mạnh bất kể có phải là tử đấu hay không thì đều phải thử một chút oanh thanh âm nổ to vang vọng đất trời bịch một tiếng một dòng sông sáng trực tiếp hiện ra trong hư không chỉ giây lát đã bị một quyền đánh rãi thân ảnh minh thiên tôn hiển hiện lập tức lão phun ra một ngụm máu tươi vẻ mặt đây kinh ngạc mà vào thời khắc này đạo thiên tôn gầm thét hai tôn long phượng mau đến đây trợ chiến ồ vô long phượng cùng phóng lên nơi ra một long một phượng từ bên ngoài hỗn độn sơn phá không lao đến bản thể cực kỳ to lớn bọn họ khôi phục về hình dáng bản tộc phá không đánh tới bên này tuy nhiên thì vẫn cần thời gian mà lúc này cường giả tuyệt thế tung một quyền đánh rãy dòng sông sáng kia nổi giận gầm lên một tiếng ngươi đâu nơi xa lại có vô số đạo khí tức loay sáng lão nhân phẫn nộ quát các ngươi muốn tử chiến được lắm vậy thì ta sẽ dốc sức giết các ngươi chính vị thiên tôn đều hết sức chấn động nhất mạch này rốt cục mạnh đến mức nào ngay khi lão nhân gào thét phía sau lại có khí tức thiên tôn hiện ra còn có cả khí tức của rất nhiều vị thiên vương không chỉ như vậy rất đông cổ thú cũng giống lên một tiếng trợ uy khiến lòng người kịch chấn lão nhân nọ giận dữ hết các ngươi nhất định muốn tử chiến đến cùng để cổ thú vây kín sao? Giờ phút này, hai đầu cổ thú đã chạy trốn trước đó không biết đã tụ tập từ chỗ nào rất đông cổ thú. Bởi vì khí tức xa lạ từ mấy vị thiên tôn nên hiện giờ bọn chúng đều đang điên cuồng lao tới đây. Bọn chúng sẽ không quản ai là hỗn độn nhất tộc, ai là vạn tộc, bọn chúng chỉ nhận biết khí tức, bị khí tức hỗn độn gạt bỏ thì chính là địch nhân. Hỗn độn nhất tộc tuy có ngọc phù, nhưng một khi giao chiến cùng một chỗ thì cổ thú đâu quản ngươi có ngọc phù hay không. Ngày bình thường thì thôi đi, che giấu hành tung một thoáng vẫn được giờ phút này đang giao chiến quy mô lớn hấp dẫn rất nhiều cổ thú đến đây nên mọi cách thức ẩn nấp căn bản đều vô dụng dễ đạo thiên tôn vầm lên bất kể như thế nào trước khi cổ thú vây kín thì phải xem có thể giết một hai tên hay không ti truyền âm cho những người khác cấp tốc nói giết ra hỏa thụ thương kia trước y đang nói đến nguyệt hạo ngã đã bị đại chu vương mổ tung một lần sau lại bị phì cầu dùng giày của văn vương giã mạnh mấy cước chưa kể đại đạo cũng bị nó cấn xé không ít lần giờ phút này gã đã, đã bị thương không nhẹ đạo thiên tôn không định tử chiến đến cùng thế nhưng có thể giết một vị thiên tôn thì đương nhiên không thể bỏ qua nếu chỉ giết một tên thiên vương thì có tính là gì vị thiên vương đó đã trọng thương hơn nữa còn là 9 đại thiên tôn đồng loạt ra tay giết không được một tên thiên vương thì mới là chuyện lạ năm vị thiên tôn khó có lúc ăn ý thế này đồng loạt ra tay đánh tới hướng nguyệt hạo nguyệt hạo cũng cực kỳ nóng này đổi thành ngày bình thường năm vị này bất kỳ là ai đến thì vã cũng chẳng hề e sợ thậm chí còn có hy vọng chiến thắng nhưng hiện tại gã đã cùng phì cầu giao chiến hỏi lâu sau lại bị đại chu vương nổ tung cổng địa ngục thực lực giảm đi rất nhiều lúc bấy giờ thực thiết tộc tam nguyệt là kẻ điên cuồng nhất cây trúc lớn quật về phía gã ma tộc cũng triệu hoán hư ảnh đang nhanh chóng đối kháng với ba đại thiên tôn lã bị đạo thiên tôn cùng tam nguyệt liên thủ vây công chương ba nghìn thân chia danh giới lão tổ nguyệt hạo hoảng loạn cầu cứu ngay một khắc này lão tổ từ trong hư không hừ lạnh một tiếng các ngươi đúng là muốn chết rất nhanh trên chắn lão ta cũng hiển hiện một cánh cửa, cánh cửa này vừa xuất hiện, một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn đã ùa ra ngoài, giống như bên trong cửa tồn tại thứ gì đó không tầm thường, vị lão tổ kia ném cánh cửa ra, đập mạnh về phía Lôi Bạo, Lôi Bạo vừa muốn xuất thủ thì trong lòng thoáng kinh sợ, cấp tốc rút lui. Ngay một khắc ấy, trên cánh cửa nọ bỗng nhiên rũi ra hai cái móng vuốt, phá không chụp tới. Lôi Bạo vội vã lui tránh, nhưng vẫn bị quẹt trúng một phát, phập một tiếng, huyết nhục trên đùi gã nứt tóc ra, bị vỗ súng một mảng máu thịt lớn mà vị lão tổ kia một mình địch ba vị thiên tôn lại vẫn cường hãn vô biên lão đánh ra một quyền đập cho minh thiên tôn bay ngược thổ huyết thiên mệnh hầu và nguyệt thiên tôn đều cực kỳ ngương trọng thiên mệnh hầu nhìn thoáng qua sau một khác quát khẽ lôi bạo cố gắng ngăn chặn cánh cửa đó lão muốn điều khiển cánh cửa này cũng cần phải trả giá đắt sắc mặt của vị lão tổ nọ hết sức lạnh lão thiên mệnh đừng không biết tốt xấu một quyền đánh nổ hư không mà thiên mệnh giống như sớm có dự phán trong nháy mắt y đã né đi thế nhưng lập tức trong mắt vị lão tổ kia hiện ra hai cánh cổng lạnh lùng nói mệnh tộc trốn được người khác tránh nổi ta sao bịch một tiếng nắm đấm lấy vóc bộ không thể tưởng tượng nổi đập cho thiên mệnh hầu huyết nhục vang tung tóe thiên mệnh hầu hơi biến sắc y hạ quyết tâm trên trán cũng lơ lửng hiện ra một con mắt là khuy thiên chi nhãn thiên môn giả mà thôi thiên mệnh hầu hừ lạnh một tiếng hư ảnh của cổng địa ngục thì cũng không phải thiên môn thực sự càng không phải là cổng địa ngục chân thật y mở khuy thiên chi nhãn rồi khẽ điểm chỉ vị lão tổ kia vừa muốn tung quyền thì bỗng nhiên lại đánh hụt nhìn về phía trước thì đã không còn người nào thiên mệnh hầu mỉa mai hầu khắp bắt chiến năm đó cho lắm năm đó ta còn dám đấu với bắt chiến huống chỉ là ngươi nguyệt thiên tôn phá cổng địa ngục của lão đi ở trong đó phong ấn tà ma phá võ cánh cổng kia sẽ khiến lão chịu không nổi nguyệt thiên tôn không nói một lời trong nháy mắt đã đánh tới chỗ lôi bạo muốn hợp sức cùng ông ta để phá vỡ cổng địa ngục của vị lão tổ này minh thiên tôn cũng cấp tốc bay trở về tích hợp với thiên mệnh hầu đối phó với kẻ địch cường hãn bốn vị thiên tôn đỉnh cấp giờ phút này lại liên thủ cùng chiến vị lão tổ kia cũng rất biệt khoát trận chiến đầu tiên sau khi rời núi lại bị bốn vị thiên tôn mạnh mẽ vây quét đây là đại ngộ mà năm đó bách chiến đều không được hưởng thụ ánh mắt của lão cực kỳ khó lần này bỗng nhiên bộc phát đại chiến cũng đã vượt quá dự liệu của lão hơn nữa còn trách năm vị thiên vương trong phút chốc về phần hợp đạo thì càng không cần phải nói 30 vị dù là lão thì cũng đau lòng không thôi hỗn độn nhất tộc mặc dù nhiều năm không xuất thế nhưng lần đây liên tiếp chết mất sáu vị thiên vương bởi vì còn phải tính cả tử yên đối với bất kỳ chủng tộc nào chết liên tiếp sáu tôn thiên vương thì cũng là tổn thất khó có thể chịu đựng nổi sau phương ác chiến vào thời khắc này vô số khí tức của cổ thú bốc lên khắp nơi cổ thú sắp tới phải lên tới 30-40 đâu thậm chí vẫn còn có cổ thú không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến nếu còn dây dưa nữa thì sẽ là một trận tử chiến thật sự mà giờ khác này Thanh âm thở dài bỗng truyền đến từ sâu trong hỗn độn, mang theo ý tứ cảm thán. Một cỗ khí tức tự như đang thức tỉnh, mà cùng lúc ấy, bên trên vạn tộc sơn, ở lãnh địa của thần tộc, bỗng nhiên một cỗ khí tức hệt như mặt trời ban trưa bay lên trong nháy mắt. Nhật miệng thiên tôn, huynh trưởng của Nguyệt thiên tôn, giờ khắc này, một cỗ khí tức thiên tôn bay lên từ vạn tộc sơn, lui về. Thanh âm của Nhật miệng thiên tôn vọng tới, chiếm cứ bên ngoài hỗn độn sơn, lấy rừng rậm hỗn độn làm ranh giới. Xem ra năm đó chúng ta không đoán sai, hỗn độn nhất tộc quả nhiên rất cường đại, thật sự là có một thế lực cường hãn như vậy tâm thầm tồn tại. Lúc này, bên lãnh địa của tiên tộc và ma tộc hình như cũng đều có khí tức muốn bay lên, mà sâu trong hỗn độn sơn cũng có một đạo khí tức vô cùng cường đại bộc phát. Sư Việt hơn tất cả mọi người, thậm chí sư Việt hơn cả vị lão tổ kia. Tiếng thổ sai tựa hồ có một chút mùi vị của nữ nhân. Lấy rừng rậm hỗn độn làm ranh giới, lui ra ngoài, chờ ép ta xuất thủ, giọng nữ nhân kia cực kỳ phiền muộn ma ánh mắt của thiên mệnh hầu hơi biến ảo, vội nhìn về hướng bên đó. sau một khắc, y quát, cố làm ra vẻ thần bí, trước tiên cứ ra được từ cổng địa mục đi rồi lại tối. huy thiên chi nhãn của y đã mở ra, bây giờ y không còn ma dáng vẻ hiền hòa ngày thường mà là vô cùng uy nghiêm nhìn vào nơi sâu. ta nhìn thiên địa, tộc các ngươi nhất định số dốc, phải chết không cần nghi ngờ. sống hay chết còn chưa tới phiên ngươi nhị luận tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ và yêu sâu. rất nhanh mi tâm của thiên mệnh hầu bỗng nhiên nổ tung huy thiên chi nhãn vỡ vụng, mà vị lão tổ nọ cũng nhân cơ hội đánh ra một quyền âm thiên mệnh hầu bay ngược về sau thổ huyết suýt chết sắc mặt của vị lão tổ cũng không dễ nhìn lão hừ lạnh một tiếng cổng địa mục càn quét thiên địa đánh lui lôi bạo cùng nguyệt thiên tôn nháy mắt đã lao tới trấn áp hư ảnh ma tộc oanh hư ảnh vỡ vụng lão tổ dư tay vô một cái bắt đám người nguyệt hạo vào trong tay mà tam nguyệt cũng thử cơ đánh xuống thêm một gậy bịch một tiếng đánh nổ nửa cái đầu của Nguyệt Hạo, có điều còn chưa kịp bồi thêm một đòn thì vị lão tổ kia đã mang theo tất cả mọi người rút lui, biến mất ngay tức thì. Tam Nguyệt còn muốn đuổi theo, bất quá nhìn thoáng qua bốn phía thì lão lình quyết đoán dừng lại, lòng đầy phẫn nộ, lại thấy bốn phía đều là cổ thú, lão cũng không nói nhà Một tay tòm lấy Tuyết Lan tướng quân còn đang đóng băng tại chỗ lên, phong ấn vào trong gậy trúc của mình, mấy người khác đều thấy được hành vi này, họ khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói chuyện, trước đó u trấn tự bạo, nổ cho thân thể tuyết lan sụp đổ bất quá biển ý chí của tuyết lan bộc phát ra lực lượng cường đại đóng băng biển ý chí của chính mình bây giờ đã đánh lui đối phương tam nguyệt thử cơ mang đi thì những người khác cũng không nói gì rút lui đạo thiên tôn túc dục bốn phía có quá nhiều cổ thú nếu còn chiến tiếp thì cũng không phải là bọn hắn giết người mà là bị cổ thú vây giết chính vị thiên tôn cấp tốc rút lui rất nhanh họ đã tụ hợp với hai vị thiên tôn long phượng chọn vẹn người một vị thiên tôn mau chóng bay về phía địa bàn vạn tộc sơn vẻ mặt của một một người đều rất ngương trọng, đối phương quá mạnh, bốn đại thiên tôn thì không nói. Nhưng vị lão tổ tới sau kia chỉ sợ có thực lực của bách chiến năm đó, mà vị bại lộ khí tức cuối cùng có khả năng còn mạnh hơn, rất có thể là chủ nhân quy tắc chân chính. Về phần nhật miệng thiên tôn của thần tộc ở vạn tộc Sơn mặc dù cũng mạnh, nhưng chỉ sợ vẫn kém hơn vị lão tổ kia một chút, vạn tộc mạnh chỉ là nhiều thiên tôn nhiều. Tính cả vị nhật miệng thiên tôn thì bây giờ đã có cả thầy 12 vị, đương nhiên, hỗ độ nhất tộc cũng không yếu, phía sau hình như còn có khí tức của hai vị thiên tôn bại lộ tính cả tên đã chết đi thì có trọn vẹn bảy vị thiên tôn hai vị trong đó mạnh hơn tất cả điều này khiến mọi người đều rất rung động nhất mạch người truyền lửa không nói dối chẳng những không phải tình báo giả mà tình huống thật khả năng còn nghiêm trọng hơn so với những gì bọn họ dò xét vì sao lão gia hỏa còn ẩn sâu kia không đi ra giờ phút này mọi người nhao nhao nhìn về phía thiên mệnh hầu mà thiên mệnh hầu đã bị thương nguyên khí thấy mọi người nhìn mình bèn chậm rãi giải thích nếu ta đoán không lầm thì bà ta đang ở phía sau cổng địa ngục hình như hình như không có cách nào tùy tiện ra được cụ thể thế nào ta vẫn chưa thấy rõ thì đã bị cổng địa ngục đánh nát huy thiên tri nhãn trừ phi có thiên môn nếu không thuật nhìn trộm bình thường không có cách nào xâm nhập đo xét đạo thiên tôn hít sâu một hơi không sao nhất mạch người truyền lửa ngược lại đã dẫn xuất đám người kia cho chúng ta quả nhiên là rất cường đại bất quá chúng ta không sợ nực cười chỉ cần chúng ta liên thủ lại dù kẻ địch có chủ nhân quy tắc thì phe ta cũng có thể giết hoang thiên tôn lạnh lùng nói nếu không phải quy tắc thiên địa hạn chế, chúng ta đều đã trở thành chủ nhân quy tắc, khi đó thì việc gì phải sợ một hai tôn chủ nhân quy tắc cơ chứ? Khi thiên địa phong ấn mở ra thì sẽ có hơn người vị chủ nhân quy tắc, hỗn độn nhất tộc muốn chiến thế nào thì cứ tùy ý, mặc dù họ không có chiến lược chủ nhân quy tắc nhưng cũng có cảnh giới ngang hàng. Đặt tại thượng của họ cũng là sự tồn tại ở cấp nhân vương, giờ phút này, từ người bộc phát khí tức, có chấn động cũng có phẫn nộ, hay cho hỗn độn nhất tộc, tần tàng âm châm nhiều năm như vậy mạnh này tích lũy trực lực thật sự là quá đáng sợ trước đó tuy bọn họ cũng từng suy đoán bộ tộc này không yếu nhưng cũng không ngờ lại mạnh đến nước này nhất mạch người truyền lửa nói một khi vạn tộc không đồng lòng có thể sẽ bị công phá quả nhiên điều đó không phải là giả lần này nhất mạch người truyền lửa cũng thật sự điên rồi chết nhiều người như vậy rốt cuộc vì sao bọn họ phải quyết tiệt như thế đúng rồi thiên long hầu thiên long hầu còn sống còn nữa tuyết lan cũng còn sống nhưng tuyết lan chưa hẳn đã biết cái gì dù sao nàng cũng mới được đào ra khỏi đạo nguyên Trì địa, chưa qua một ngày thì đại chiến đã bạo phát, một đám thiên tôn cấp tốc chuyển đi, thanh âm của người thiên tôn chấn động thiên địa, phong tỏa hỗn động sơn, không cho phép bất luận kẻ nào hay bất kỳ cổ thú gì xuất nhập. Rất đông cường giả bắt đầu chia ra bay khắp bốn phương tám hướng, phong tỏa toàn bộ lối vào hỗn động sơn. Chương 3073, bại lộ thân phận. Trong đại điện trên vạn tộc sơn, nơi đây đang có một người hệt như rượu dương sáng chói, chính là nhật miện thiên tôn đến từ thần tộc, tính cả người một vị thiên tôn mới trở về thì tổng cộng có người hai vị thiên tôn xuất hiện, sau một khắc, bị ý chí của Thiên Long hầu bị ném ra ngoài, đạo thiên tôn vung tay lên. Rất nhiều sinh mệnh lực tràn vào, trong chớp mắt, thân thể của Thiên Long hầu liền hiện, chỉ là không đủ cường đại, vẻ mặt gã hiện giờ chính là kiểu sợ đông sợ tây, gió thổi cô lay cũng run lên. Chờ khi nhìn thấy những cường giả trước mặt, lã mới tỉnh táo lại, lập tức hít vào một hơi, vội vàng khom người, Thiên Long chăm kiến chư vị tôn giả, 12 vị, thật là đáng sợ, cũng may, lã thấy được một vị cường giả của Long tộc, hơi không xác định lắm, cẩn thận hỏi, Ngày ngày là Ngọc Long Hầu, Ngọc Long Hầu nhìn gã, khẽ nhíu mày gật gật đâu, nói rõ tình huống như thế nào cho ta nghe, sao ngươi lại ở cùng với nhất mạch ngươi truyền lửa, bên cạnh Long tộc, một vị phụ nhân hóa thân thành hình người cũng sốt ruột hỏi, vì sao ta cảm nhận được phượng hoàng của tộc ta ở hạ giới đã bị giết, Thiên Long Hầu vội vàng đáp, chúng ta đều bị Tô Vũ bắt giữ, Tô Vũ, nhân chủ ở hạ giới thiên long hầu vội vàng nói chúng ta ở hạ giới đã bị bọn chúng đánh lén bắt giữ dáng vẻ của hắn trông thế nào thiên long hầu nhanh chóng hóa ra một bóng người người thiên tôn xem xét không khỏi cao mày nói là hắn chu thiên nạo phó mạch chủ của nhất mạch ngươi truyền lược tôn tử của chu thiên tô vũ mọi người đều thấy bất lực nhân chủ ư nhân chủ hạ giới thực lực cũng không yếu lần này hình như là hắn mang theo mấy người còn sống sót bỏ chạy đại chiến dường như cũng là do người này ra lệnh kỳ thật bọn hắn cũng nhìn thấy cái tên chu thiên kia thực lực có vẻ như chưa tới cấp thiên tôn cuối cùng đã tự bạo nói thật bọn họ đều không hiểu được trận chiến vừa diễn ra người thiên tôn thúc giục ngươi mau nói rõ xem rốt cuộc hạ giới có truy gì còn nữa tô vũ là ai không phải các ngươi bị nhất mạch ngươi truyền lửa bắt sao nhất mạch người truyền lửa thiên long hầu liền đáp mạch này đã tiêu vong rồi không đúng hạ giới đại chu vương hình như còn sống chính là cái tên tự bạo sau cùng kia Y hẳn là người của nhất mạch truyền lửa, nhất mạch người truyền lửa sớm đã không còn nữa. Trận chiến này ta cũng cảm nhận được một chút, chính là Tô Vũ mang theo người của hắn đi giết chóc không ngờ cái tên điên kia thế mà giết tới thượng giới, ngư rồi. Tô Vũ tên điên. Mấy người nhìn chằm chằm Thiên Long Hầu, nhìn tới nỗi khiến gã vô cùng khẩn trương, lã bèn thành khẩn khai báo, ta bị hắn bắt tới, không phải là đồng bọn của hắn, Nguyên Thánh Hầu cũng biết mà, ngày đó ta hạ giới là bởi vì Long tộc xảy ra chuyện, về sau ta bị bắt khi vừa được thả ra thì thấy mình đã ở đây ta bị buộc tự bạo đại đạo còn may là trước đó mấy vị vượng hoàng côn bằng bắn hoàng liên tiếp tự bạo chết rồi nên ta mới may mắn đảo thoát người thiên tôn cao mày xác nhận ngươi nói lần này xuất thủ không phải nhất mạch người truyền lửa gì cả mà là nhân chủ hạ giới dẫn người giết lên là ý này sao đúng thích lã nơm nớp gật đầu hạ giới bây giờ đã hoàn toàn khác biệt tô vũ mở thiên môn thực lực cường đại lôi kéo được vô số cường giả hỏng mông Bành nhân động lục nguyệt những người này nhao nhao đi theo hắn hắn còn có rất nhiều cường giả thiên kiêu của thời đại này giúp sức lam thiên vạn thiên thánh đại tần vương đại hạ vương đều là đỉnh cấp cường giả dưới trướng của hắn đại chu vương của nhất mạch người truyền lửa cũng bị hắn thu phục vì hắn chỉnh chiến khắp hạ giới gã lo lắng mình sẽ bị xem như đồng đẳng nên nào dám chậm trễ vội vàng nói hết những gì mình biết mà sắc mặt mọi người càng nghe lại càng biến hóa lợi hại không tồn tại nhất mạch người truyền lửa gì hết mặt này đã tuyệt diệt chỉ còn lại một vị gọi là đại chu vương mà đại chu vương đã đầu nhập vào dưới trướng tô vũ dựa theo lời thiên long hầu nói những người vừa mới đại chiến hình như đã là tất cả thực lực của nhất mạch người truyền lửa trong tử tượng của họ ngoại trừ hồng mông lục nguyệt và vài vị không tham chiến còn lại hình như đều đã chết trận không ít người nhìn về phía tam nguyệt tam nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cũng không nói chuyện mấy người thấy thế thì không nói gì tam nguyệt có lẽ là có liên hệ với mạch này nhưng không ngờ một mạch đó lại đột ngột xảy ra chuyện mười thiên tôn nhíu mày nói ý của ngươi là trận chiến này cơ hồ là toàn bộ lực lượng của chúng vậy thì vì sao Tô Vũ lại muốn làm như thế? Chẳng những tống táng tất cả lực lượng của mình mà những cường giả nhân tộc thượng cổ thu phục được cũng đã chết sạch, Thiên Long Hầu lắc đầu, thấy Nguyệt Thiên Tôn bất mãn thì vội vàng nói. Có thể là bởi vì hắn hận hỗn độn nhất mạch kia, không rõ hỗn độn nhất mạch là thế nào, các vị đại nhân có thể nói đơn giản cho ta hiểu được không? Đó là hậu sự của Mục Vương, một câu mắn gọn lại khiến Thiên Long Hầu bừng tỉnh tức thì, lập tức nghĩ tới một chuyện, vậy thì rất bình thường, Tô Vũ là truyền nhân của Văn Vương, mà ngục phương nhất mạch một mực truy sát truyền thừa của văn vương giới hạ giới cả nhà lão sư của tô vũ chính là bị hậu duệ của ngục phương giết chết sư tổ của hắn cũng bị đối phương đánh chết hắn thống hận nhất chính là bọn họ hắn từng tự mình xuất thủ chém chết cấm thiên vương hậu duệ của mạch này một kẻ đã phản bội nhân tộc mà tô vũ là kẻ có thủ tất báo báo thù không để quá đêm cực kỳ ngang ngực càn rỡ người này thiên phú tuyệt đỉnh tuổi con rất nhỏ chỉ mới 20 theo lịch nhân tộc hắn luôn luôn là kẻ nhất ngôn cửu đỉnh nói một không nói hai bất kỳ người nào cũng không được phản bác ý kiến của hắn ta nghe thấy hắn kêu mọi người tự bạo không sai chính là tính cách quyết tuyệt như thế vô cùng hung tàn một khi chiến sự tao mộ nguy cơ hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải khiến địch nhân chịu tổn thất to lớn gã nói tiếp chư vị đại nhân ta thật sự không phải đồng đảng của hắn phải rồi ta cũng biết con chó kia đó là chó của văn vương lúc trước máu từng xuất hiện thực lực cực mạnh bởi vì tô vũ kế thừa y bát của văn vương cho nên con chó của y cũng đi theo hắn hắn ở hạ giới hoành hành bá đạo giết chóc vô số bây giờ ngoại trừ tam đại tộc ta nghi các tộc khác đại khái đều bị hắn nắm giữ bất quá việc hắn dẫn người đến thượng giới thực sự là chuyện ta không dám nghĩ tới trận chiến này cơ giả giới trướng của hắn ngoại trừ lưu lại thủ hạ giới ta thấy khả năng đều đã chết trận hắn thật là đáng sợ thiên long hầu biểu thị ra tô vũ đáng sợ như nào kinh hồn táng đảm nói ta đã từng giao thủ với hắn một lần khi đó ta vừa hạ giới không lâu hắn mới chỉ có chiến lực hợp đạo bây giờ lại đã là chuẩn vương không chỉ hắn và thiên thánh và lam thiên trước đó đều chỉ là kẻ yếu bỗng nhiên lại đều biến mạnh như vậy vạn thiên thánh khi giết minh hoàng hạ giới còn coi như cường đại như lam thiên thật sự rất yếu không nghĩ tới y cũng đã tấn cấp thiên vương hắn mở thiên môn thiên mệnh hầu thản nhiên giải thích mở thiên môn thì chỉ cần tìm được chính xác đại đạo là có khả năng giúp bọn họ cấp tốc cường đại nói chung chẳng có gì lạ nhưng mà cũng cần những người này phải có thiên phú kinh người nội tình thì phải thâm hậu nếu không không phải ai cũng đều có thể trở thành vương ánh mắt của đám nguyệt thiên tôn đầy dị dạng nói cách khác tên cùng vọng kia kỳ thật không phải nhất mạch người truyền lửa gì cả hắn chỉ là mượn dùng thanh danh của mạch này làm việc ở thượng giới sau đó hắn lại biết hỗn độ nhất tộc là kẻ thù của mình cho nên mới mang người từ chiến với chúng như vậy thì cũng quá điên cuồng rồi dựa theo lời thiên long hầu nói mấy vị chuẩn vương kia đều là nội tình do tô vũ tự thân tích lũy bây giờ hắn mang phì cầu đi khả năng ở hạ giới còn có hỏng mong Ngoại trừ bọn hắn ra thì đại khái không còn cường giả nào nữa gia hỏa này có mưu đồ gì chẳng lẽ chỉ là vì báo thù bởi vì ngục phương nhất mạch trêu chọc hắn ở hạ giới giết cả nhà của sư phụ hắn rồi lại giết sư tổ hắn cho nên hắn muốn trả thù điên cuồng quá điên cuồng chương ba nghìn quyết định của tam nguyệt tất cả mọi y trong đại điện đều nhíu mày suy ngẫm về số thông tin vừa nghe nhật miệng thiên tôn thở dài cất tiếng thôi không nói về tô vũ nữa nói về hỗn độ nhất mạch đi bọn chúng rất mạnh Năm đó khi Nguyễn La Phong ấn bách chiến thì chúng ta đã từng suy đoán liệu có còn một số cường giả núp trong bóng tối hay không. Bây giờ đã chứng minh hết thảy rồi, không phải một chút mà là rất nhiều. Sau một trận chiến chết năm vị trần vương, một vị thiên tôn, 30 hợp đạo, đối phương lại vẫn cường đại như trước ông ta hết sức đau đầu. Đi ai nói? Đây coi như là nhân tộc nội chiến đúng không? Nếu không phải vì tên tô vũ điên dấu kia, có lẽ chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn mới có thể do xét rõ ràng thực lực của đối phương ngẫm lại thì đúng là giờ khóc đầu cười, cuối cùng, thế mà vẫn là nhân tộc giúp bọn hắn tra xét thực lực của hỗn độn nhất tộc, mà kết quả chiến đấu của chính vị thiên tôn cũng không lớn. May mắn giết một vị chuẩn vương mà thôi, ngược lại thì tên điên Tô Vũ dựa vào việc tự bạo nổ chết một nhóm lớn cường giả của kẻ địch, một chút là hắn còn giết được một vị thiên tôn, quá điên của. Người thiên tôn và Ma thiên tôn đều thầm cảm thấy may mắn, may mắn là ngày đó chỉ đuổi theo Tô Vũ trong đạo nguyên chi địa chứ không ra tay với hắn. Ai biết nếu đánh thật thì có kích thích tên điên kia nổ chết bọn họ luôn không? thiên vương không hề ít phối hợp với con chó của văn vương thì có lẽ thật sự có thể giết chết hai người bọn họ chuyên nhân của văn vương khó trách đạo thiên tôn nói khẽ thiên phú cực kỳ yêu nghiệt bất quá khi hắn rút đi ta nhìn thấy có vẻ bút đạo của hắn đã đứt dãy cái tên này quá chấp nhất vì giết thiên tôn mà ngay cả bút đạo cũng dám từ bỏ xem ra hắn ông lòng trả thù quá mạnh một khác đó rõ ràng tô vũ có thể rút đi bao gồm cả vạn thiên thánh hai người đều có hy vọng đào tẩu thậm chí là mang theo phỉ câu Đương nhiên, nếu giúp đi như vậy thì không thể giết chết tên thiên tôn của ngục phương nhất mạch, nhưng ít nhất cũng không tạo thành kết cục như bây giờ. Vạn thiên thánh vẫn lạc, bút đạo của tô vũ thì đứt vẫy, một thế lực vốn mạnh như thế, trong nháy mắt đã mất sạch, duy chỉ còn lại một con chó của văn vương đang thụ thương. Không chỉ như vậy, đám nam khe hầu hình như không nghe bệnh lệnh của hắn, ta nghe thấy tô vũ yêu cầu bọn họ tự bạo như họ đều không đáp ứng, mà là tự mình phá vây. Bình thường thôi những lão gia hỏa kia nào có thể dễ dàng phục tùng một người trẻ tuổi được điểm này thì mọi người cũng không quá ngoài ý muốn tô vũ dù có thiên phú yêu nghiệt đến đâu thì hắn vẫn còn rất trẻ cộng thêm đám nam khê vừa trở về không lâu làm gì đã đủ thời gian cho hắn thu phục sang sàng từ chiến theo mệnh lệnh của tô vũ ánh mắt thiên mệnh hầu hết sức phức tạp nói như vậy thì xem như mạch này đã phế đi dù hồng mông trở thành chuẩn vương cộng thêm con chó kia nhưng chỉ có nó và hồng mông mới mới có chút uy hiếp những người khác bao gồm cả tô vũ đều đã mất đi lực uy hiếp Y còn đang khảo sát cơ mà dựa theo một số lời trường hà kể lại thì thiên long hầu nói cũng không sai đây chính là toàn bộ lực lượng của tô vũ y vốn còn đang nghĩ tô vũ ẩn núp một đoạn thời gian có lẽ còn có cơ hội thế nhưng vì sao hắn phải chọn lựa như vậy quá khiến người ta thất vọng bởi vì cừu hận sao nếu chỉ vì cừu hận liền tống táng nhiều cường giả như thế thì đúng là làm cho người ta tức hận lúc này có người nhìn về phía tam nguyệt thử thăm dò tam nguyệt hình như trước đó có một vị cường giả thực thiết tộc chăn chiến tam nguyệt lạnh lùng nhìn kẻ kia vần giọng quát. Hãy nào, bị hắn bắt đi. Chẳng lẽ có vấn đề a? À? Về phần Lục Nguyệt, Thiên Long nói cái gì thì chính là cái đó ư? Ừ, thiên Long còn tự bạo giúp hắn giết chuẩn Vương kia kiệt, chẳng lẽ Long tộc cũng có vấn đề? Tam Nguyệt rất ít khi nổi giận, nhưng hiện lão lại đang nổi bão. Hôn Thiên Tôn vừa mới lên tiếng trong nháy mắt đã ngậm miệng, không định kích thích ra hòa này thêm nữa. Tam Nguyệt trăm phần trăm có cấu kết với Tô Vũ, kết quả đại khái cũng không ngờ tới. Tô Vũ bỗng nhiên điên cuồng tự sát tập kích đối phương, dẫn đến chiến lực của bên Tô Vũ đã suy yếu chính phần. Vốn là phe yếu nhất trong ba phương, lần này thì hay rồi. Tam đại tộc chỉ cần tùy ý cử ra một tộc cũng có thể nghiền ép bọn hắn, Tam Nguyệt cũng lười nhiều lời, nghiến răng nghiến lợi nói. Cử phù hầu, ta muốn giã. Đám người không khỏi nhíu mày, Tam Nguyệt khó chịu, nói. Khẽ nào, đối phương đã làm được. Chẳng những giết Trần Vương còn giết một vị thiên tôn, và tộc nghị hội không đến nỗi ngay cả chữ tính cũng đều không có chứ nếu trăng trận nuốt lời thì sao có thể thống sái vạn tộc lời hứa tựa ngàn vàng thả cự phủ ra Người thiên tôn chủ động lên tiếng tam nguyệt ngươi nghĩ kỹ đi dù chúng ta thả cự phủ thì cũng chưa chắc lã sẽ đi giúp tô vũ ngươi phải biết sau khi đám nam khê được thả ra thì cũng không nghe lệnh của hắn hiện tại cường giả bên phía tô vũ vẫn lạc hầu như không còn ngươi cảm giác bọn hắn có thể quản thúc một vị thiên tôn hay sao ti nhìn về phía tam nguyệt khuyên nhủ tam nguyệt đạo huynh ý nghĩ của ngươi kỳ thật chúng ta cũng rõ ràng nhưng sau việc hôm nay thì ta mong tam nguyệt huynh hãy suy nghĩ nhiều thêm một hai nhân tộc dù sao cũng là nhân tộc ngoại tộc chính là ngoại tộc dù thả cự phủ ra thì vã cũng sẽ không đi giúp tô vũ huống chi bản thân tô vũ đã đứt đạn đại đạo ngươi cảm thấy cự phủ hầu sẽ đi giúp một tên điên rơi xuống nhật nguyệt cảnh chắc thật sự là một tên điên dù là y thì cũng phải thừa nhận tô vũ chính là đỏ điên tam nguyệt nghiến răng nghiến lợn nửa ngày sau mới nói có lẽ ngươi nói đúng nhưng bất kể như thế nào ta cảm thấy vẫn phải thả cự phủ nói cho gã biết Tô Vũ đã thanh toán tiền trục cho gã. Bây giờ người của Tô Vũ đã bị hỗn độn nhất tộc chém giết hầu như không còn. Ta muốn hỏi xem cự phủ muốn giúp Tô Vũ báo thù hay là sẽ vong ân phụ nghĩa. Lãm nói, nếu nhân tộc cũng không giúp nhân tộc, nếu nhân tộc đều vong ân phụ nghĩa, mặc kệ tân nhân cứu mạng, tộc ta tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Có lẽ cự phủ cũng là một ví dụ tốt, chư vị, đây coi như là thỉnh cầu của ta, thả tên kia đi để chính vã tự lựa chọn ta muốn xem xem gã đối địch với chúng ta hay là đi đối phó với hỗn độn nhất tộc hoặc là tiếp tục ẩn trốn làm rùa đen rút đầu đám người lại như mày thả tự do cho một vị thiên tông của nhân tộc đây không phải lựa chọn tốt tam nguyệt nói tiếp nếu cư phủ thật sự đi tìm tô vũ lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù hỗn độn nhất tộc một lần nữa chư vị tên này rất điên cuồng hắn sẽ không từ bỏ ý đỏ y của hắn đã chết nhiều như vậy chư vị cảm thấy hắn sẽ dễ dàng từ bỏ mục tiêu sao dù lần này thực lực đại tổn thì hắn vẫn còn một vị thiên tôn hạ giới lại còn có hồng mông còn có một số hợp đạo khác nghe thấy tất cả mọi người đều đang âm trầm cân nhắc lợi và hại chương ba nghìn bảy trang cảnh quen thuộc tất cả mọi người đều đang âm trầm cân nhắc lợi và hại đạo thiên tôn nói khẽ nếu cự phủ không đi tìm tô vũ mà là muốn trả thù vạn tộc thì sao một vị thiên tôn không bị ràng buộc một khi âm thầm trả thù chúng ta thì sẽ rất phiền phức tam nguyệt nhìn về phía bọn hắn nửa ngày sau mới nghiến răng nghiến lợi quát một làng gã đi đối phó hỗn độ nhất tộc hoặc là đi tìm tô vũ không thì đi tìm bách chiến rể đối phó ngụy la còn nếu gã dám đối phó vạn tộc tam nguyệt ở đây thầy ta sẽ giết gã thực thiết nhất tộc ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho gã lúc này lão nói năng táo bạo hơn rất nhiều không còn vẻ chất phác mà mọi khi là nộ khí ngập trời ta sẽ nói rõ mọi chuyện với gã ta cũng cam đoan với các vị nếu gã thật sự xuất thủ với vạn tộc dù phải từ bỏ thực thiết nhất tộc thì ta cũng sẽ truy sát đến cùng chư vị như thế đã đủ chưa tam nguyệt và vạn tộc không phải một lòng điểm ấy mọi y đều rất rõ ràng lão hẳn là đã nghiêng về phía tô vũ chỉ là vận khí của lão không tốt lắm còn chưa phát động thì phe của tô vũ cơ hồ đã xong đời thời khắc này tam nguyệt tựa như thùng thuốc nổ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung không thả cự phủ tam nguyện có thể sẽ lựa chọn phản loạn nghị hội thậm chí xuất công như khôn xuất lực có điều bất kể lão đầu nhập vào dưới trướng tô vũ hay là chung lòng cùng vạn tộc thì giờ phút này họ đều có cùng một mục đích đối phó với hỗn độn nhất mạch như đến đây mấy vị thiên tôn bí mật truyền âm một phen rất nhanh nhật miệng thiên tôn nói tam nguyệt đạo huynh bất giận chúng ta đâu có bảo không thả cự phủ đã có thể bắt vã một lần thì cũng có thể bắt lại lần nữa nghe tam nguyệt đạo huynh vậy thả cự phủ đi tông ta khẽ cười vạn tộc nghị hội còn không đến mức sợ một vị thiên tôn chư vị ở đây cũng sẽ không sợ tên cự phủ kia nếu gã thực sự có can đảm làm gì thì chúng ta liền giết gã cũng tiện đoạn tuyệt tâm tư của đối phương các vị thiên tôn nhao nhao gật đầu cự phủ chỉ là chuyện nhỏ lúc này nhật miệng lại nói, cư phủ không đáng để lo tô vũ thì có khả năng hắn đã trốn về hạ giới trước mắt không dễ phán đoán tình huống nhưng uy hiếp của hỗn độ nhất tộc thì đang ở ngay trước mắt chư vị mặt này có khả năng tồn tại hai vị chủ nhân quy tắc ngoại trừ vị cường giả không ra mặt chỉ tính riêng lão gia hỏa đã tới thì cũng đủ thấy rất lợi hại tuy thực lực lão chưa bằng chủ nhân quy tắc năm xưa nhưng cũng chẳng kém là bao chỉ sợ đủ để địch nổi bách chiến nghe thấy nhất thời sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề Hò chơi Nhật Miện Thiên Tôn cũng chưa chắc có thể địch nổi lão già kia. Đương nhiên, hẳn là có hy vọng chiến một trận, nhưng xác suất thất bại sẽ rất lớn. Mà Nhật Miện Thiên Tôn thì nói khẽ, không được thì gọi theo hai vị đạo huynh khác, ba người chúng ta hẳn là có thể giải quyết tên đó. Lời này vừa nói ra, có kẻ lộ ra ánh mắt dị dạng, hai vị đạo huynh khác tam đại tộc quả nhiên vẫn có nội đình hùng hậu, chỉ sợ là đang nói đến hai tộc tiên ma, ban đại cường giả liên thủ, lại còn nói có tự tin giải quyết vị lão tổ kia. Thực lực này hiển nhiên không tầm thường, phải biết trước đó bốn đại thiên tôn liên thủ đều không thể đối kháng đối phương mà mấy người đạo thiên tôn đều không lên tiếng vạn tộc vẫn có nội tình nhân tộc có nội tình bọn hắn cũng có triều tịch trước dù là nguyện la không phong ấn bách chiến thì vạn tộc cũng chưa chắc đã thất bại phải biết một số lão gia hỏa còn chưa xuất thủ đương nhiên nếu thật sự liều mạng tranh đấu kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương bách chiến đâu bây giờ thiên mệnh hầu bỗng nhiên đặt ra nghỉ vấn chẳng lẽ hắn đã đánh tới chỗ sâu trong hỗn độ sơn hay là như thế nào rồi làm sao lại không có tí động tĩnh gì nhỉ? Bách Chiến hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào. Rõ ràng lần này là do nhân tộc xuất Thủ giết Hỗn Độn Nhất Tộc. Hỗn Độn Nhất Tộc là kẻ thù lớn của Bách Chiến. Kết quả Bách Chiến lại chẳng buồn ló mặt. Nếu Bách Chiến xuất hiện thì có lẽ lần này phe Tô Vũ sẽ không thu thảm hại như vậy. Dù bị phong ấn thì để hắn ta đối phó với Nguyệt Hạo vẫn được. Tên mãng phù Bách Chiến sẽ không bị Nguyệt La phong ấn lần nữa chứ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không thể phản bác được. Có lẽ thật sự có khả năng ấy. Nếu là như vậy gia hỏa bách chiến kia quả là không cứu nổi nữa rồi một trận đại chiến chấn động thiên hạ pháo hoa nổ tung trên bầu trời thật lâu vẫn chưa dừng lại tạo thành mỹ cảnh sắn lạn tại hỗn độn sơn nhưng mà đây là do mấy chục vị hợp đạo hơn 10 vị thiên vương cùng một vị thiên tôn vẫn lạc tạo thành sâu trong hỗn độn sơn là một khu vực rất rộng lớn rộng lớn đến mức dãy núi hội tụ che khuất bầu trời thậm chí không nhìn thấy thượng giới chân chính ở đâu nữa trên đỉnh dãy núi một thân ảnh hiền hiện chấp hai tay sau lưng quan sát thiên địa này phương xa từng đóa pháo hoa nở rộ khiến cho hắn lâm vào trong hồi ức cương phong ngào thét lại không ảnh hưởng gì đến hắn trường bào vàng kim theo gió bay múa lộ ra mấy phần tiêu sái bệ hạ mấy người biến mất trước đó giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn nhìn bóng lưng hắn chốc lát buồn vui đan xen lẫn nhau vân thỉ hầu mừng đầu muôn mặt như tình ngưỡng mộ run rẩy nói bệ hạ ám ảnh bọn họ hy sinh rồi mà kẻ đó nhóm bọn họ tới là một nữ tử kiều mị xinh đẹp nàng ta nở nụ cười quyến rũ cũng chăm chú nhìn bóng lưng nam tử phía trước tấm lưng kia cao lớn tựa núi khiến cho người ta nhìn mà phải ngưỡng vọng ta đã biết nam tử đưa lưng về phía bọn họ nhìn về phía nơi xa hồi lâu sau mới khẽ cười nói không sao có rảnh thì tới hạ giới một chuyến đi thời không trường hà xem thử có lẽ có một chút đại đạo tàn niệm chưa vẫn lạc nhìn xem có thể thu hồi thứ gì đó hay không vân thủy hầu lập tức kích động vạn phần bệ hàng ngài nam tử quay người nhìn về phía mọi người lòng hơi phiền muộn khẽ thở dài rồi lộ ra ý cười Ta sẽ không để người của ta chết vô ích." Bất quá hắn nhìn về phía mấy người bên dưới, chậm rãi hỏi, "Tại sao lại đột ngột bộc phát đại chiến như vậy?" Bệ hạ, Vân Thủy Hầu vội đáp, "Nhân chủ thế hệ này và vạn tộc đã đạt thành nhất trí, cộng thêm Tuyết Lan tướng quân bọn họ trở về. Hắn muốn tập kích hỗn độn nhất tộc như lại phán đoán sai thực lực đối phương, kẻ địch có nhiều hơn một vị thiên tôn, hắn không cam lòng thất bại nên mới hạ lệnh từ chiến năm tử rơi vào trầm tư, hồi lâu sau vị này mới mở miệng, "Ngươi cảm thấy nhân chủ thế hệ này là người thế nào?" thiên phú rất mạnh như thực lực bình thường làm người bá đạo tiêu ngạo bất tuần nam tử bật cười thực lực bình thường ta thấy vẫn được mà Rút lời hắn xoay người nhìn về một phương hướng nơi xa hồi lâu xong mới mở miệng miệng la trang cảnh thế này có quen thuộc không nữ tử xinh đẹp nở nụ cười nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn từng trùng pháo hoa nở rộ trên không trung rất nhanh liền yêu mị đáp quen thuộc hình như năm đó đã từng phát sinh một lần bất quá lần kia lại càng sắn lặn hơn bây giờ vân thủy hầu biến sắc bệ hạ ý của ngài là chỉ là suy đoán mà thôi nam tử nhìn về phía địa phương nơi trận chiến mới vừa diễn ra cách đây không lâu cười khẽ thú vị rất thú vị hắn tựa hồ thấy được tràng cảnh năm xưa trương ban nghỉ 076 ai cười đến cùng người đó là kẻ chiến thắng nam tử mặc kim bào khẽ nhếch môi đoạn nói đi thôi thượng giới không thích hợp ở lại nữa tôi táng hồn sơn ngồi xem thượng giới này mây vần gió nổi thế nào sau phương thực lực tương đương đấu với nhau thì nhất định sẽ rất thú vị sau lương, nữ tử xinh đẹp vội hỏi vậy ta thì sao ngươi lưu lại đi nam tử quay người lộ ra tiếu dung vẻ mặt uy nghiêm lại phá lệ ấm áp ngươi không thể đi ngươi đi thì kế hoạch sẽ có vấn đề lớn rút lời hắn quay sang hỏi đám người vân thủy hầu trấn nam hầu đang ở hạ giới sao ta không cảm giác được dấu vết của ông ấy hẳn là đang ở hạ giới chỉ là lần trước nhục thân đã bạo không sao cải bách chiến bình tĩnh ngắt lời nhục thân phát nổ mà thôi người khác muốn khôi phục rất khó nhưng đối với ta chỉ lại quá đễ thân thể đạo vốn thuộc về ta chỉ phát nổ lục thân thì khôi phục sẽ rất đơn giản bệ hạ thế nhưng hạ giới là lãnh địa của tân nhân chủ chúng ta vân thủy hầu mới nói được một nửa bách chiến đã xua tay ngắt lời nàng hắn nhìn về phôn xa sai rồi hạ giới không phải địa bàn của bất luận người nào nếu có thì cũng phải là của ta mà có lẽ hắn đã sớm mang theo người nhà rời đi rồi vân thủy hầu lộ ra về kinh sợ nguyễn la vũ bị thị yếu ớt cười hỏi lời này giải thích thế nào ngươi cứu trở về đều là người của ta bắt chiến vô cùng bình tĩnh ngươi của hắn thì sao chết hết rồi à vân thủy hầu vội vàng đáp ngươi của hắn đều rất nghe lệnh đã tự bạo toàn bộ duy nhất vì câu không tự bạo thì đã được hắn mang đi bách chiến rơi vào trầm tư một lát sau hắn khẽ cười thân hình cao lớn mà cười lên cực kỳ đẹp mắt vừa đi vừa nói kể nhiều thêm về hắn đi ta muốn nghe vâng vân thủy hầu đáp lời rất nhanh lại bảo đúng rồi hắn đã lấy nhân hoàng đại đạo đỏ còn cả tinh vũ ấn nữa bách chiến hơi ngạc nhiên tinh vũ ấn a à, năm đó ta đã đi tìm như không thể tìm được xen ra đại ấn ấy vô duyên với ta không sao hắn cầm thì cứ cầm đi không ảnh hưởng gì hết thế nhưng không như nhị gì cả bách chiến nát lời nàng cười nhạt Nhân hoàng tim mạnh nhưng cũng không phải cường giả duy nhất hắn thừa kế căn cơ của nhân hoàng thì cứ để hắn kế thừa đi nhân tộc này vạn tộc này dù sao cũng không phải của riêng một mình nhân hoàng hú chi dù cho là nhân hoàng thì từ sau khi nhân tổ truyền thừa mới có nhân hoàng nhân tổ phía trước nhân hoàng đứng sau bách chiến bình tĩnh tự nhiên cũng không vì chuyện tô vũ kế thừa tinh vũ ấn và đại đạo đồng mà cảm thấy không ổn hay lo lắng vân thì hầu lại báo cáo có lẽ hắn đã làm đứt dãy bút đạo trước đó hắn từng kế thừa bút đạo của văn vương bút đạo bách chiến trầm ngâm một hỏi cười nói bút đạo không dễ đứt đoạn như vậy đâu đại đạo này không yếu một vị chuẩn vương như hắn sao có thể làm dãy triệt đề được chỉ là hắn thiêu đốt kết nối của bản thân nếu muốn thì vẫn có thể tùy thời kết nối. Có điều giờ phút này hắn không cách nào vận dụng được mà thôi. Một đầu đại đạo há lại dễ dàng bị đứt đoạn như vậy, đó còn là quy tắc đại đạo chân chính, là đại đạo thành tựu của văn vương năm xưa, nói rồi bát chiến đập không rời đi, đi thôi. Trượng giới sắp rối loạn, chúng ta ở lại đây thì dễ bị phát hiện, sẽ xảy ra phiền phức, ở đằng sau, nam khay hầu vội lên tiếng, bể hạ, cư phủ còn nằm trong tay bọn hắn không có việc gì, tam người đang ở đây. Cộng thêm bây giờ thế cục hỗn loạn, tam nguyệt hẳn là sẽ nghĩ biện pháp cứu gã ra bách chiến không quay đầu lại huống chỉ hình như cự phủ cũng không chật để đi theo ta tạm thời không cần quản gã vâng nam khê hầu nghe lệnh rất nhanh không nói gì nữa một nhóm năm người đạp không lao đi trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ cùng lúc đó đạo nguyên chi địa tô vũ lại trở về nơi này sắc mặt hắn trắng bật như lại nở nụ cười tươi tắn quay đầu nhìn về phía cực tây bây giờ đạo nguyên chi địa cơ hồ không có ai phi cầu lại ủy oải đến cực hạn cái đuôi của nó đã đứt mất. Trên thân nó toàn là máu, dâu dĩ nói. Tô vũ, ta đánh không lại tên kia, chúng ta thua rồi, trận chiến này thua đến thê chẳng. dù giết rất nhiều người nhưng họ vẫn thua, thất bại thảm hại. Lực lượng Tô vũ tích lũy mấy năm lại bị thiêu dụi trong vòng một giờ. Quá sức tuyệt vọng. Mua ư, Tô vũ cười khẽ, tê cười được đến cuối cùng mới là cây chiến thắng. Ai nói hiện tại ta đã thua. Ngài còn mạnh miệng, ở bên cạnh, thông thiên hầu lồng bầm một tiếng, chúng ta thật sự đã thua rồi, thật thê thảm. Khi đi lên cực kỳ hăng hái, nhân tài đông đúc. Khi trở về thì tổn thất nặng nề, mười không còn một. Thật là thế lương, Tô Vũ nhìn sang thông thiên hầu, cười hỏi, ngươi có quen bách chiến không? Không quen cũng phải Tô Vũ gật đầu, ngươi một mực ở trong tinh vũ phủ định, ha có thể quen được. Bách chiến đại khái cũng rất ít hoặc nên nói là không đến bên kia ta chưa từng thấy hắn thông thiên hầu ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm. Bất quá nếu hắn ngụy trang lên vào thì ta cũng không biết được đâu có lý, tô vũ cười khẽ, hắn là thế, ngay còn có thể cười được à? thông thiên hầu bày ra về mặt tăng thương, bây giờ mà còn có thể cười được, hoi ta hiểu rồi, hẳn là miễn cưỡng cười gượng để che đi sự đau khổ trong lòng. quá bi nhân chủ mới của thế hệ này vừa quật khởi liền bị người ta đánh ngã, có thể bảo trì tâm tính không sụp đổ thì đã là không tệ. ti khổ não nói, ngay từ đầu nhìn thấy có thêm một vị thiên tôn thì lẽ ra chúng ta nên chạy đi, nếu vậy thì sẽ không bị đánh thành dạng này nhiều vị thiên vương cùng hợp đạo thế kia cơ mà. Nhìn xem, chỉ sau một trận chiến đã chết hết rồi, chỉ còn lại một con chó, về phần y cũng chỉ là một cánh cược, có tác dụng gì đâu. Tức lực còn chưa tới nhị đẳng. Tô Vũ đã bị phế đi. Cảm giác bây giờ y dùng một tay cũng có thể bóp chết hắn. Thật thế lương, anh hùng mặt lộ, hãy, thông thiên hầu cảm khái một tiếng, quá thảm hại rồi, trận chiến này có lẽ đã đánh cho Tô Vũ triệt để không còn lòng tin gì nữa, dù giới hạ giới còn có hợp đạo, thế nhưng không có cách nào đánh tiếp được thượng giới có cả đống thiên tôn hình như còn có cả chủ nhân quy tắc ngoại trừ một con chó thì tô vũ cũng chỉ còn lại một con rủa ngươi có thể ít nói đi vài câu không tô vũ nhìn về phía y ánh mắt bất thiện không biết nói chuyện thì mau mậm miệng tông thiên hầu còn muốn nói tiếp ngươi bây giờ rất yếu ta không nghe ngươi cũng chẳng sao vừa nghĩ tới đó thì dư quang bỗng liếc nhìn sang phì cầu trong nháy mắt bè ngậm miệng thôi được rồi vị này vẫn còn một con chó ta đánh không lại nó thôi vậy không đấu võ mùng với hắn nữa phi cầu cũng ửi oải tô vũ làm sao bây giờ chúng ta còn cứu được chủ nhân không đánh thua rồi đám bánh nhân động đều đã chết cả tô vũ bật cười ai nói y chết rồi bớt dầu dĩ đi có gì đâu chứ chuyện tốt mà trận chiến này chúng ta đại thắng thực sự là đại thắng sau trận chiến ban nãy rất nhiều nghỉ hoặc trong lòng hắn đã được giải đáp rất nhiều suy đoán trở thành sự thật tô vũ mỉm cười nói trước đó thực lực phe ta tích lưỡi quá nhanh nên hơi phù phiếm bây giờ chúng ta chỉ lấy chất mà thôi cái này gọi là vứt bỏ hành lý nhẹ nhàng lên trận đó là chuyện tốt các ngươi bất nói nhảm đi trước hết cứ xuống hạ giới cái đã tới hạ giới ta sẽ mang theo hết thảy như người mà ta nên mang đi còn lại thì cứ lưu cho hắn ta tô vũ sờ sờ cằm hắn không sai ta cũng không sai thế nhưng hắn xếp người vào chỗ ta thì chính là hắn sai rồi bắt ta cõng hành lý cho hắn lại càng là sai lầm món nợ này chúng ta sẽ tính sau. Nói đến đây, Tô Vũ cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người đều đang hòa vào cuộc chơi, chỉ xem là ai chơi tốt đến cuối cùng mà thôi. Thực lực hắn mặc dù mạnh hơn ta một chút, thế nhưng dù hắn mạnh hơn thì cũng chưa tới tình trạng kia, nếu không thì đã sớm đứng dai nhất thông thiên hạng, hắn vẫn kém một bậc, tối thiểu thì đấu không lại khi sau phương liên thủ, phi công mờ mịt, thông thiên hầu chớp mắt mấy cái, nói người nào vậy nhỉ, bách chiến sao. Cảm giác là thế, nhưng tộc mẹ nó, phức tạp quá đi, ngươi bị đánh thành cầu dạng rồi mà sao ta cảm giác giống như ngươi mới là kẻ thắng lớn nhất vậy thông thiên hầu lẩm bẩm mà bên cạnh tiểu bạch cầu hiếu kỳ nhìn thoáng qua thông thiên hầu nó hỏi đánh thành cầu dạ. ngươi nói ta hả ta vốn chính là tiểu cầu mà thông thiên hầu xấu hổ quá không biết nói gì tô vũ liếc mắt nhìn y nếu không phải ngươi còn có tác dụng thì ta đã làm cái chốt cửa bịt miệng của ngươi lại rồi thông thiên hầu kinh ngạc hãi hùng năm đó văn vương cũng nói như vậy đấy ta không cần chốt cửa thông thiên hầu vội vàng phân bua Chốt cửa rồi thì làm sao tùy tiện mở cửa ra được, muốn mở thì sẽ phiền toái lắm đó, câm miệng đi. Tô Vũ chịu không được nữa, sớm biết thì đã bắt ra hỏa này tự bạo cho xong. Chương 3077, thế đạo biến hóa. Tô Vũ xé rách thời không trừ hà, giờ phút này, hắn muốn xé rách cũng hơi khó khăn. Nhưng hắn vẫn còn có thể đi vào được, bước vào nhân hoàng đại đạo, Tô Vũ trầm tư một hỏi rồi bỗng hỏi, phỉ cầu, ngươi cảm giác trong đám người chúng ta, ai có trách nhiệm nhất đối với nhân tộc? phi câu mờ mịt sao ta biết được tô vũ chỉ hỏi rồi thôi kỳ thật hắn không cần nó trả lời hắn mỉm cười tự lẩm bẩm có lẽ kẻ có trách nhiệm nhất hẳn là lão già kia đi y chỉ quan tâm tới nhân tộc chỉ chú ý tới tân hỏa của nhân tộc y không quan tâm nhân chủ là ai cũng không quan tâm ai sẽ là nhân chủ thứ mà y để bụng chỉ là nhân tộc truyền thừa bất diệt đại chu vương đây là một sự tồn tại rất đặc thù y tồn tại kỳ thật chính là vì truyền hỏa y không quan tâm nhân chủ là tô vũ hay bách chiến y cũng không quan tâm tới một chút thù hận y chỉ muốn hỏa chủng của nhân tộc có thể một một truyền thừa nối tiếc bất quá kế thừa đại đạo này sẽ không đơn giản như vậy nhân chủ tinh vũ ấn nhân chủ ấn thiên môn có lẽ cần rất nhiều điều kiện nếu như đơn giản thì sớm đã bị kế thừa rồi tô vũ không nói gì nữa tiếp tục đạp không mà đi lúc này bút đạo đứt dãy mất kết nối khiến cho thực lực của hắn tụt giảm rất nhiều nhưng mà dù không dùng đạo thì tô vũ cũng có chiến lược vĩnh hằng đỉnh cấp huống chỉ hắn có rất nhiều bảo vật trong văn minh trí còn có một tôn ma tộc hợp đạo tam đẳng hiện tại nếu như có hợp đạo tam đẳng nào đến thì tô vũ cũng có tự tin giết chết đối phương bút đạo mà thôi đứt mất kết nối thì cứ đứt đi vậy nếu như muốn khôi phục kỳ thật cũng không tính là quá khó khăn bút đạo thực sự rất cứng cỏi chỉ là đứt mất kết nối có lẽ hao phí một chút thời gian thì hắn vẫn có thể có chiến lược chuẩn vương như trước tô vũ cười nói đi từ thông đạo ở mệnh tộc xuống dưới trạng thái này của ta chưa hẳn có thể đi đến tầng chín tinh vũ phủ đệ thông đạo ở mệnh tộc chỉ cần chấn áp trong nháy mắt là được thuận tiện cùng mệnh hoàng tán vẫu một lát vạn giới này càng ngày càng thú vị tô vũ không có bất kỳ vẻ uể oải nào ta còn trẻ ta sợ cái gì không cần nóng này có người nguyện ý chống lên mảnh trời này là chuyện tốt điều kiện tiên quyết là đừng quấy nhiễu ta quấy nhiễu ta thì dù là nhân tộc ta cũng sẽ không khách khí tô vũ xuất phát về hướng thông đạo ở mệnh tộc cùng lúc đó trong hư không vô tận nơi bóng đêm phủ kín mọi hướng nam tử áo trắng lẩm bẩm ta cảm thấy tốc độ thời gian trôi qua ở vạn giới có lẽ xảy ra vấn đề một cái chớp mắt liền là ngàn vạn năm làm sao có thể bên cạnh một vị nam tử uy vũ hùng trắng máu may khắp người không dám tin liền át giọng gạt đi nói hư nói vượng tại sao lại có loại suy nghĩ này chớp mắt liền là ngàn vạn năm ngươi nằm mơ à nam tử áo trắng không để ý tới đối phương mà chỉ quay đầu nhìn về một phương hướng lẩm bẩm thật đấy ngươi không tin thì mặc kệ ngươi vì sao ngươi lại nói như vậy ta hồi ngươi ngươi cảm thấy muốn kế thừa bút đạo Cảm ngộ bút đạo từ 8 phần trở lên thì cần mất bao lâu? Cảm ngộ bút đạo hẳn là phải một vạn năm nhỉ? một vạn năm? nam tử áo trắng cười khẽ. nếu là tuyệt thế thiên tài thì sao? một trăm năm? dù chỉ là một trăm năm vậy ta hỏi ngươi. từ khi cảm ngộ tám thành trở lên lại bỗng nhiên đoạn mất kết nối từ bút đạo vậy thì cần thêm bao lâu? cái gì? nam tử hùng tráng chấn động. chết rồi ư? Ừ. nhanh như vậy liền bị giết à? là ngươi thừa kế của ngươi bị người ta xử lý sao? thế thì cũng quá nhanh rồi bút đạo của ngươi không tôi mà, làm sao lại dễ dàng bị người ta đánh chết được. Nam tử áo trắng cũng không nói gì, chỉ là lâm vào trong trạng thái mê mang, vạn giới đang xảy ra chuyện lớn sao, từ ngày trôi qua cũng không có cảm giác quá lâu, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Sau đó không có sau đó, lần trước người thừa kế đã từng khiến y chấn động, mai miệng không nói nhưng thật tâm y khá xen trọng kẻ đó, vậy mà thoáng cái hắn lại mất kết nối với bút đạo trong phút chốc, chết rồi sao? Hay là như thế nào? truyền thừa của ta lại bị ngươi đánh chết dễ dàng như vậy kế thừa bút đạo tám thành trở lên ít nhất thì cũng có chiến lực chuẩn vương mới đúng dù không địch lại chủ nhân quy tắc thì cũng không thể bị giết nhanh như này thật thảm hại hiện tại mới chỉ qua vài ngày thôi mà theo lý thuyết thiên tài kế thừa đại đạo của ta hẳn là khí vận cũng phải người phần sao lại bị giết nhanh như thế được nam tử áo trắng còn đang tự lẩm bẩm sau một khắc bỗng nhiên y nói ngươi nói xem có phải là hắn chủ động tự đoạn mất đại đạo muốn đi mở đạo khác hay không cái gì nam tử hùng trắng đang chữa thương mê mang trả lời một câu nam tử áo trắng nhíu mày nhìn người kia một cái tỏ ra ghét bỏ luôn cảm thấy nói chuyện với ngươi cứ như nước đổ đầu vịt ấy vậy thì ngươi bớt nói lại đi trắng hắn nọ đứng dậy đoạn hô hào đi đi đánh nhau thôi nam tử áo trắng phủi phủi áo bào thấy người kia cười chân thì khẽ nhíu mày mắng bại hoại ngươi giành phát hoảng rồi Chà hắn cũng tô về lét bỏ y tiếp theo còn không phải sẽ là một thân đầy máu à ta thấy ngươi đổi thành mặc áo bào đỏ thì hơn vũ phu thiển cận có thể đánh thì đều là vũ phu ngươi nhã nhận thì ngươi đừng đánh nhau cái này không gọi là đánh nhau cái này gọi là chiến tranh coi thôi chàng hắn không để ý tới biến mất trong chớp mắt nam tử áo trắng vẫn không mại cần nhăn đi cũng không có phẩm tướng gì cả Mùi như chuông đứng như thành đồng đi thì cũng muốn phải đi thật tiêu sái thần kinh có ai nhìn thấy đâu phía trước chàng hắn quay đầu bỏ lại một câu khinh bỉ tên bệnh thần kinh tại địa phương quỷ quái đến cả quỷ đều không nhìn thấy con nào này Tại sao ta phải để ý những chuyện đó? Suốt ngày vui buồn thất thường. Được rồi, không thèm để ý tới gia hỏa này nữa. Vô số năm tháng qua y đều là như thế. Mà phía sau, nam tử áo trắng khẽ lắc đầu, không có ai liền có thể không thèm để ý sao. Quả nhiên. Vũ Phu Vĩnh Viễn cũng không hiểu cái gì gọi khí chất. Hơi, chuyện ở vạn giới không quản được. Ti cũng lười quả, suốt ngày cổ cổ quái quái, lúc này mới chỉ mấy ngày thôi. Một hồi cảm ngộ rất nhanh, một hỏi lại đứt vẽ đại đạo qua mấy ngày nữa có lẽ sẽ biến mất cũng nên. Đừng xen vào làm gì. Chương 3078, lập trường của mệnh tộc, mệnh giới, thông đạo rung động, mệnh hoàng hiển hiện trên thiên mệnh sơn. Lòng ông còn ung đây nhi hoặc, đi lên mới chưa được mấy ngày mài, sao thế này, nhanh như vậy liền xảy ra chuyện rồi ư? Là Tô Vũ trở về hay là thượng giới có người muốn xuống đây? Mệnh hoàng lộ vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào trên không nhìn, lát sau, một thân ảnh với lôi đỉnh vờ quanh bốn phía, bất quá rất nhanh lại bị một chiếc đại ấn trấn áp thấy thế mệnh hoàng liền xác định được đó là tô vũ kia chính là tinh vũ ấn ngươi bình thường không thể nào chấn áp quy tắc trừng phạt trong thông đạo nhẹ nhàng như vậy bằng không thượng giới đã sớm có người xuống tới rồi ngay khi mệnh hoàng đang ngẫm nghĩ sau một khắc một bóng người hiển hiện rất nhanh bên cạnh nhiều thêm một cánh cửa và một con chó mệnh hoàng chấn động phi cầu đã đứt mất cái đuôi khi tức của tô vũ tựa hồ tục giảm một mảng lớn thậm chí không cảm giác được quy tắc đại đạo dao động đây là thế nào xảy ra chuyện gì vậy những người khác đâu vô số suy nghĩ lướt qua đầu mệnh hoàng mà tô vũ cũng nhìn thấy mệnh hoàng đang chờ tại đây sắc mặt hắn tái nhợt mang theo chút mỏi mệt thản nhiên nói mệnh hoàng từ nay về sau ngươi khôn cần nghe lệnh ta nữa mệnh hoàng chấn động trong lòng vội vàng hỏi vũ hoàng sao lại nói ra lời đấy tô vũ nhìn về phía ông ngữ khí bình tĩnh như trước chiến bại sau một trận chiến vào thượng giới ngươi có thể sống sót đều đang ở đây tô vũ cười đáng chát cũng tốt ngươi tự do rồi từ nay về sau sẽ không còn ai khoa tay múa chân với ngươi hạ giới này ta cũng muốn từ bỏ có lẽ rất nhanh sẽ có người truy sát tới ta muốn dẫn y rút lui từ nay về sau mỗi người một nơi vô mệnh đạo hữu ngươi sẽ không ngăn cản ta chứ vô mệnh kịch trấn kẻ còn sống đều đang ở đây sao làm sao có thể thế nhưng đại đạo của tô vũ hình như đã đứt đoạn phi cầu trọng thương thông thiên hồng mặc dù không có gì đáng hại nhưng trên cánh cửa cũng lưu lại dấu vết tổn hại khi chiến đấu rõ rệt chẳng lẽ tô vũ thật sự chiến bại rồi tô vũ bách chiến bách thắng vừa hăng hái mang theo vô số cường giả lên thượng giới trong chớp mắt lại chảm bại thất bại phải rút về đây là chuyện không có khả năng thế nhưng sự thật lại đang bày ra trước mắt ông trong lòng ông vừa kinh hoàng lại vừa sốt ruột có điều ngoài mặt lại không thể hiện điều gì chỉ nhẹ nhàng nói dù vũ hoàng ăn một chút thiệt thòi nhỏ ta tin tưởng chẳng mấy chốc mai sẽ có thể đông sơn tái khởi tô vũ bật cười ngươi là người thông minh thông minh tuyệt đỉnh tô vũ ta cũng không phải là kẻ dễ đàng buông tha Ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đông sương tái khởi. Bất quá mệnh tộc cường đại, thực lực thiên mệnh hầu cái thế. Hiện tại tình huống này của ta chỉ sợ không cách nào quản thúc được mệnh tộc. đã như vậy gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta lo lắng ngươi không phục, lo lắng thiên mệnh hầu không phục, chi bằng bây giờ giải tán đi, lưu lại chút duyên phận. Nếu ta lại trở về, nếu ngươi cảm thấy còn có thể đi theo ta, vậy thì lại đến. Có thiên mệnh hầu ở đây, lần này tôi thượng giới, ta đã chiến bại các tộc đều thấy được nên sẽ không làm khó dễ các ngươi cho dù bọn họ hạ giới thì cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Bệnh hoàng nặng nề nói, Vũ Hoàng nói đùa, tộc ta ngàn vạn năm qua một mực trung lập, thẳng đến triều tịch này ta mới lựa chọn Vũ Hoàng, không phải nhất thời xúc động mà là nghĩ sâu tính kỹ mới đưa ra quyết định, nếu không, sớm từ triều tịch trước, ta đã lựa chọn bách chiến rồi Tô Vũ nhìn ông, a mạnh hơn bách chiến sao, chưa chắc. Vô miệng cười đáp, tôi thiểu có một điểm Vũ Hoàng nhất định mạnh hơn bách chiến, đó là quan niệm về chủng tộc, vũ hoàng không rạch ròi như vị kia bách chiến mạnh hơn nhưng trong mắt của hắn cũng chỉ có nhân tộc trong mắt hắn nhân tộc mới là chủng tộc mà hắn thuộc về mới là thứ duy nhất điểm này vô luận thế nào đều không thể che giấu đây cũng là chuyện mà các tộc đồng minh lo lắng nhất tô vũ nhìn về phía mệnh hoàng khẽ cười ý ngươi là ngoại trừ điểm này thì hình như ta cũng không có chỗ nào bằng hắn vô mệnh lúng túng đáp a à, không có ý đó được rồi có lẽ ngươi nói đúng tô vũ thở hát ra gần đây vạn giới không có chuyện gì phát sinh chứ Vũ Hoàng rời đi chưa được mấy ngày, tạm thời vô sự. Bất quá ba giới tiên ma thần hình như đều có biến cố, hẳn là có người hợp đạo. Tô Vũ gật đầu, không mấy để tâm, không quan trọng. Dù sao lần này hạ giới sẽ nhanh chóng không còn là của ta. Bất quá trước đó, ai nên mang theo thì đều mang theo, nên cứu thì cứu, thứ thuộc về ta, ta sẽ mang đi toàn bộ, thứ không thuộc về ta. Vậy thì cứ tùy ý. Bệnh hoàng cảm thấy nặng nề, Vũ Hoàng muốn rút hư ư. Chẳng lẽ ngài định tới tử linh giới vực, ông ta yêu sâu rất nhanh đã cắn răng nói nếu vũ hoàng thật sự muốn rút lui ta đề nghị đừng trực tiếp đi tới tử linh giới vực tô vũ lắng lặng chờ ông ta nói tiếp bện hoàng nói chẳng lẽ vũ hoàng đã quên thiên uyên giới vực câu thông với tử linh sao ta có một ý tưởng nếu vũ hoàng thật sự cảm thấy vạn giới không có cách nào ở lại nữa thì có thể đà thông hàng rào giữa thiên uyên giới và tử linh giới trực tiếp đem toàn bộ thiên uyên giới vực chìm vào trong tử linh giới vực kể từ đó tại tử linh giới vực tự lập thành một phương thiên địa dung nạp sinh linh che đậy tử khí quấy nhiễu năm đó thiên uyên giới chìm xuống cũng đã từng có ý tưởng dung nhập vào tử linh giới vực này mệnh hoàng cấp tốc nói như vậy nay có thể giữ lại cửa vào thiên uyên giới vực tuy thời có thể trở về sinh linh giới không cần phải đi qua thông đạo thông đạo dù sao vẫn sẽ có quy tắc tồn tại chỉ cần vũ hoàng có thể nghĩ biện pháp đem toàn bộ thiên uyên giới vực dung nhập vào mà không bị ai phát hiện vậy thì trốn trong thiên uyên giới vực sẽ phù hợp hơn bất cứ nơi nào ánh mắt tô vũ khẽ nhúc nhích không khỏi nhìn về phía mệnh hoàng bỗng nhiên phì cười ngươi có vẻ không quá thích hợp luyện hoàng không hiểu vũ hoàng có ý gì tô vũ nhắc ông ta thua rồi ngươi biết không thảm bại có lẽ ngươi không thấy được như ta sẽ cho ngươi biết mọi trừ việc chúng ta chết trận trên thượng giới vạn tộc còn có hơn 10 vị thiên tôn hỗn độn nhất tộc có tới hai vị chủ nhân quy tắc thiên tôn vô số kế tiếp Bát chiến có thể sẽ hạ giới thực lực của hắn cũng là cái thế ngươi lại bày mưu tính kế cho ta ngươi rất không thích hợp vô mệnh cười khẽ không, Vũ Hoàng. Mắt của ta không mù, ta thấy được rất nhiều thứ. Nhưng thứ ta để ý là bản thân Vũ Hoàng chứ không phải những người khác. Phải biết, trước lúc này kỳ thật ta đã biết tới sự tồn tại của Đạo Thiên Tôn. Ta thậm chí có thể truyền tin đi để vạn tộc cử người xuống mạnh hơn, nhanh hơn. Nhưng mà ta không làm vậy. Tông cười nói. Bởi vì ta đang nhìn vận khí, có lẽ Vũ Hoàng không tin. Nhưng mệnh tộc của ta thật sự đồng nhập vào nhân tộc. Mãi trừ vì Vũ Hoàng thì trừ phi là thượng cổ nhân hoàng trở về. Nếu không, Chúng ta sẽ không theo bất luận một tộc nào." Tô Vũ hơi ngoài ý muốn. "A à, không cảm thấy mình lợi hại như vậy." Vô Mệnh trực tiếp không người. "Vũ Hoàng nói đùa, chỉ trong 3 năm đã nhấc lên phong ba của vạn giới, Bắt chiến mạnh hơn thì cũng chỉ là võ hoàng tiếp theo, là võ vương tiếp theo. Mà Vũ Hoàng thì khác." Tô Vũ bật cười, Vô Mệnh đạo hữu thật thích nói đùa, không. Vô Mệnh lắc đầu, không phải là lời nói đùa, bệ tộc sẽ còn chờ đợi Vũ Hoàng trở về, ngoại trừ Vũ Hoàng những người khác tuyệt đối không được bước vào mệnh giới ngươi xác định tô vũ nhớ mày bắt chiến đến ngươi làm sao để cản được hắn vô mệnh nói khẽ có lẽ vũ hoàng không tin nhưng ta vẫn muốn nói nếu bắt chiến tới thì cũng không thể dễ dàng bắt giữ mệnh giới mệnh tộc có thể trung lập người vạn năm thì không phải một mình bắt chiến liền có thể tùy tiện công phá tô vũ ngoài ý muốn nói nhảm dù thiên mệnh hầu tự mình hạ giới đấu cùng Bách chiến một trận thì đại khái cũng phải xong đời năm đó bách chiến chỉ là kiên kỵ liều mạng với thiên mệnh hầu thì sẽ tiện nghi cho những người khác mà thôi vô mệnh thấy hắn không tin thì bật cười Bệnh giới là chủng tộc có thiên mệnh được vận mệnh chiếu cốt tại nơi này hết thảy chuyện ngoài ý muốn đều có thể phát sinh mà vũ hoàng ở đây thì sẽ như cá vạp nước thật sao tô vũ cười cười gật đâu lão đầu tử cũng thu vị đấy thân thần bí bí thôi được rồi tùy ngươi vậy nói rồi tô vũ cất bước đi ra ngoài thiên ươn giới dung nhập tử linh giới vực ý nghĩ này có vẻ rất tốt trước đó ta còn muốn mở giới thích hợp với sinh linh nữa kìa mệnh hoàng cấp tốc đuổi theo chân thành hiến kế ta còn có một ý tưởng càng thú vị hơn nữa chương 3079 tâm sự với thiên cổ ta còn có một ý tưởng càng thú vị hơn nữa nói nghe thử xem triệt để đoạn tuyệt liên hệ giữa sinh tử lưỡng giới tô vũ sững sở nhìn về phía mệnh hoàng tông ta khẽ cười giải thích đem 36 thành nhập về thiên ương giới vực những cổ thành này đều có thể di động điểm này hẳn vũ hoàng cũng biết những cửa vào kia tại tử linh giới vực là cố định như tại sinh linh giới vực thì thật ra là di động ngẫu nhiên chỉ cần đem 36 cổ thành giới đi toàn bộ ngoại trừ tầng 7 của tinh vũ phủ địa thì sinh tử lưỡng giới không còn địa phương nào có thể kết nối được nữa đương nhiên làm thế thì cũng sẽ có phiền toái bệnh hoàng cấp tốc nói nếu đều rời nhập tới thiên uyên cổ giới thì sẽ tăng nhanh tốc độ thiên uyên cổ giới bị tử linh giới vực cắn nuốt sinh linh giới vực dung nhập vào tử linh giới vực trong thời gian lâu thì khẳng định sẽ bị toàn bộ tử linh giới thôn phệ nếu ba sau thành lại đời vào thì càng làm tốc độ nhanh hơn có lẽ trong vòng trăm năm toàn bộ thiên uy giới sẽ hóa thành một bộ phận của tử linh giới vực tô vũ nhìn về phía ông ta ý tưởng này của ngươi có vẻ như không tệ lắm tô vũ hỏi thẳng đây là ý tưởng đột phát sao không phải mệnh hoàng thẳng thắn thừa nhận tộc ta đã sớm nghĩ tới những thứ này bao gồm cả thiên uyên tộc kỳ thật cho tới nay họ đều ôm ý nghĩ như thế thiên uyên tộc vũ hoàng đừng quên đó cũng là một nhánh của mệnh tộc năm đó sở dĩ họ làm phản cũng bởi vì một chút lý niệm khác biệt bọn họ muốn dung nhập vào tử linh giới vực chế tạo một mảnh thế giới thuộc về mệnh tộc tô vũ hơi ngoài ý muốn ý của ngươi là nhân tộc muốn tạo ra thượng giới để mỡ ra thế giới mới cho nhân tộc mà các ngươi lại muốn dung hợp tử linh giới biến tử linh giới thành địa bàn của mình đúng là ý tưởng này mệnh hoàng cũng không phủ nhận mà gật đâu bất kỳ chủng tộc nào đều núi lưu một con đường cho mình chỉ là về sao tộc ta đã từ bỏ vì sao mệnh hoàng thở dài không thể nắm chắc nguy hiểm quá lớn Khả năng cao là sẽ khiến cho mệnh tộc người không ra người quỷ không ra quỷ. Thời gian ngắn thì vẫn được, nhưng ở lâu trong Tử Linh giới vực thì không có khả năng, chúng ta sẽ nhanh chóng hóa thành tử linh. Chúng ta cân nhắc chính là kế lâu dài chứ không phải là tị nạn trong nhất thời. Nếu chỉ là vì tị nạn, vậy thì không cần thiết làm như thế còn nữa. Mấy vị Hồng Mông cũng là trở ngại lớn, bọn họ sẽ không đồng ý phong bế thông đạo, nhưng Vũ Hoàng thì có thể làm được. Đây chính là điểm khác nhau Tô Vũ như có điều suy nghĩ, hắn vốn nghĩ rằng trực tiếp mang người tiến vào Tử Linh giới vực nhưng bây giờ hình như hắn còn có lựa chọn tốt hơn. Tô Vũ lẩm bẩm. Nói như vậy, nếu ta dung nhập Thiên Uyên giới vực vào Tử Linh giới rồi phong kín cửa ra vào của Thiên Uyên giới, vậy thì Tử Linh giới sẽ triệt để trở thành lãnh địa của ta sao? Cũng không nhất định. Mệnh Hoàng nói, thông thường không có thông đạo, nhưng từ khí đầy đủ thì vẫn là có thể mở lại thông đạo. Điểm này Hàn Vũ Hoàng cũng biết Tô Vũ gật đầu, cười nói, cái này cũng đúng, bất quá dù là như thế, công đạo mổ ra thì cũng chưa chắc có thể an toàn rời đi. Nói tóm lại, cách này có vẻ rất không tệ. 36 tòa cổ thành đều rất lớn, mỗi một tòa cổ thành dung nạp mấy chục vạn người vẫn có thể. Như vậy thì nếu hắn thật sự muốn dẫn người đi, hơn ngàn vạn người đều có thể mang theo. Mà Thiên Uyên giới vực cũng có cự thành, chẳng qua là ban đầu bị Đại Chu Vương đánh nổ rất nhiều nơi. Bây giờ chỉ còn là một vùng phế tích, nếu rơi nhập cổ thành thì sẽ giảm bớt thời gian trùng kiến phế tích. Chuyện này trước đó Tô Vũ thật đúng là không nghĩ tới. Lập tức hắn liền bị mệnh hoàng đả động, rất có lý. Tô Vũ bỗng nhiên cười nói, dù tên tôn tử bách chiến kia trở về thì cũng sẽ không làm to chuyện, động tĩnh quá lớn, thượng giới sẽ tìm hắn để gây sự. Nói như vậy, nếu hắn trở về thì cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, là yên không một tiếng động, sẽ không dòng trùng khu trương làm gì thái quá. Tô Vũ sơ sơ căng, rất nhanh đã nói. Được rồi, ta đã biết. Ta trở về chuẩn bị một chút, nhìn xem làm sao để dung nhập thiên ươi giới vực vào tử linh giới vực. Mệnh Hoàng vội vàng nói, nếu Vũ Hoàng cần trợ giúp, ta có thể xuất lực được rồi ngươi khiêm tốn một chút đi tô vũ cười nói lúc này bớt có dính dáng gì tới ta thì hơn Rút lời tô vũ bay thẳng ra khỏi giới vực mang theo tiểu bạch cầu và thông thiên hầu tô vũ suy nghĩ một chút bỗng nhiên đi vòng về hướng tiên giới tiên giới mấy tháng khôn có biến cố gì bây giờ vạn tộc có vẻ rất thanh bình đương nhiên những giới vực khác thì vẫn đang trong nước sôi lửa bỏng tô vũ mang theo phì cầu nên cũng không sợ cái gì một lát sau hắn đã đến tiên giới bỗng nhiên hắn tung một quyền đánh về phía không trung của tiên giới ông ừ, tiên giới dung chuyển ma khí tức của tô vũ thì khuếch tán sau một khắc trong một tầng mạng mồng của tiên giới hư ảnh phù vương bắn ra vẻ mặt đầy phẫn nộ cùng cảnh giác nhìn thấy tô vũ thì biến sắc lạnh lùng quát tô vũ ngươi muốn làm cái gì muốn khai chiến sao tô vũ thấy y liền lớn tiếng cười ha hả không muốn làm cả thiên cổ ra tâm sự chút nào ra đi đừng tỏ vẻ đáng thương tô vũ quát ta vừa xử lý đám phượng hoàng rồi ngươi đừng ép ta xông vào ba mươi tiên tộc các ngươi phù vương chấn động một lát sau một cái bóng mờ hiển hiện sắc mặt thiên cổ thư thả dường như hiền hòa hơn lúc trước rất nhiều hư ảnh nhìn về phía tô vũ giữ thái độ bình tĩnh ngươi muốn mở ra trận quyết chiến cuối cùng sao tô vũ gạt đi không hứng thú nói thật với ngươi vậy lần đây ta không gây phiền phức cho các ngươi không phải là do ta rảnh rỗi mà là ta phải đi thượng giới một chuyến chơi đùa với đám đạo thiên tôn thiên cổ vẫn bình tĩnh như trước những ngày qua ngươi không hề có động tĩnh gì ta cũng đoán được có lẽ ngươi đã đến thượng giới tô vũ dơ ngón cái cơ chí lợi hại thiên cổ ngươi không hổ là thiên tài bây giờ đại khái đã bước vào thiên vương cảnh rồi đúng không thôi được rồi mặc kệ ngươi giao ra tất cả nghị viên lệnh thì ta sẽ không đánh ngươi nếu không hiện tại ta liền tiến đánh tiên giới thiên cổ nhíu mày tô vũ hình như ngươi không quá để ý tới chuyện ta sẽ quyết tâm cá chết lưới rách dù ngươi có thể chấn áp ta nhưng một khi tộc ta diệt phong thì thượng giới sẽ mở ngay lập tức tô vũ khinh thường ta để ý cái giám, hà giới đều đánh chơi chơi thôi bây giờ thượng giới mở ra thì cũng không ích gì dù sao bây giờ hơn người vị thiên tôn của vạn tộc còn đang khai chiến với ngục phương nhất mạch mẹ nó nhất mạch kia mạnh lắm có cả chủ nhân quy tắc nữa đánh tới võ đầu nhau rồi ta nói như vậy ngươi có tin không dù thượng giới mở ra ngươi cảm thấy đạo thiên tôn có thời gian phản ứng ngươi sao ngươi có tin hay không hiện tại ta giết người vĩnh hằng thượng giới đại khái đều chẳng muốn quản bên kia đang đánh tới mức ngươi chết ta sống thiên vương chết cả nhóm lớn nếu ngươi có thể cảm ứng thì hẳn là có thể cảm nhận được một chút rồi mới trước đó không lâu ta còn giết mấy vị thiên vương tiên tộc đương nhiên đều là cường giả ngụy đạo ngươi chưa chắc đã có cảm ứng thiên cổ trầm mặc một hỏi mới chậm rãi nói lời ngươi nói vài thứ có thể tin vài thứ lại không thể tin mục phương nhất mạch năm đó có liên quan tới nguyệt la và từ yên kia sao chương ba nghìn tám mươi ra oai với hạ giới, thông minh, Tô Vũ khen ngợi. Không sai, cho nên ngươi cảm thấy, hiện đại ta có dám đánh tiên tộc không? Thiên cổ nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí, ngươi dám, nhưng ngươi sẽ không trực tiếp đánh luôn có lẽ là vì có chút cố kỳ. Không phải sao, Tô Vũ tươi cười vật đầu, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần thiết đánh các ngươi. Để thượng giới chó cắn chó đi, chó trên thượng giới đông lắm, thiên tôn cả một nắm lớn, sắp đánh ra đầu chó luôn rồi. Ta cũng không cần thiết phải giờ mở ra thông đạo vào lúc này, tránh để đám lão giả thượng giới xuống gây phiền toái cho ta. Thiên cổ trầm mặc một hồi mới hỏi, ngươi muốn nhị viên lệnh làm gì, phong bế thông đạo thượng giới sao? Không phải, tô vũ không ngại hé lộ vài chuyện, mặc kệ nó thích mở thì mở, cứ ấn theo thời gian mà mở ra là được. Ta muốn phong bế tử linh thông đạo, về sau tới tử linh giới thì có thể tìm ta chơi. Thiên cổ, đừng chết quá nhanh, ta đã đáp ứng bánh nhân đậu và cục lông nhỏ, sớm muộn gì cũng đem ngươi đút cho họ ăn ngươi chết quá nhanh thì ta sẽ rất thất vọng đấy ánh mắt thiên cổ lấp lóe ngươi hình như ngươi chuẩn bị chế tạo tứ linh giới vực thành lãnh địa của mình tô vũ ngươi sợ rồi à tô vũ phải tay phòng ngừa vạn nhất thôi ai cũng là không có cách nào ai bảo thượng giới có quá nhiều chó cả đảm đều vô cùng cường đại không khoa trương đâu những ngày gần đây ta giết hợp đạo ở thượng giới đã vượt qua con số năm ngươi. khẽ như má nó càng giết càng nhiều tô vũ thở dài không có cách nào cả ta không thể làm gì khác hơn là trở về đây giết không hết được đám cẩu vật các ngươi đánh mười vạn năm cũng chỉ đánh chơi thôi không đánh chết được mấy người tô vũ thúc giục được rồi không tán gẫu nữa nói thẳng đi có giao nghị viên lệnh cho ta hay không phỉ cầu cho lão một cước thử thử nguy vị của văn vương đi sau một khắc chiếc giày to lớn hiển hiện một cỗ khí tức cường hãn dung chuyển thiên địa thân giới cùng ma giới xa xôi giờ phút này hình như cũng có người đang nhìn trộm tô vũ không khách khí quát lớn đều giao nghị viên lệnh ra bất nói nhảm, vừa rồi nên nghe thì cũng đều đã nghe được. Không giao thì ta sẽ lập tức khai chiến. Bấy giờ, thiên cổ thở dài một tiếng, lão cảm khái, ngươi vẫn bá đạo như trước, thậm chí ngươi còn không ẩn tàng cái gì, vì câu đạo hữu có về bị thương không hề nhẹ tô vũ thừa nhận, vừa mới bị người đánh trên thượng giới. Không ngờ các ngươi, vừa rồi ta đã xử lý một vị thiên tôn. Bốn vị thiên vương, ba mê hợp đạo, giết hợp đạo cứ như giết tôn từ ấy mấu chốt là chúng đông lắm, không đánh nổi ta không thể làm gì khác hơn là mang người chạy trốn tô vũ cười nói nếu ngươi có cơ hội thì có thể hỏi thiên tôn nhà các ngươi xem vũ hoàng gia gia có dũng mãnh hay không đánh không lại thượng giới nên ta đang đầy một bụng tức giận ngươi đừng ép ta giận cá chém thất lên tộc nhân của các ngươi thiên cổ khẽ cười một tiếng hoi nếu ngươi đã nói như vậy thì tộc ta cũng không muốn làm nơi chút giận nhị viên lệnh có thể cho ngươi nhưng mà không như nhị gì hết tô vũ lạnh lùng nói như nhị cái rắm ta muốn thì ngươi phải cho ngươi không cho thì tự ta sẽ tới lấy dù ta tổn thất nặng nề thì vẫn có thể thuận lợi đánh hạ giới như thường giờ khác này một tòa cổ thành đột ngột hiển hiện hồng mông tới cộng thêm phỉ cầu thông thiên hầu chiến lực phe hắn đương nhiên không yếu Khí tức của hồng mông cực kỳ cường hãn tuy ông không ít nghi hoặc nhưng lão rất thức thời không mở miệng tô vũ trở về quá nhanh còn nữa giờ phút này không sợ tiên ma thần tạo phần sao mà thiên cổ tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức của hồng mông thở dài một tiếng chúc mừng hồng mông đạo hữu cùng vui hồng mông mỉm cười không nhiều lời với lão thiên cổ nhìn thoáng qua mấy người rồi lại nhìn tô vũ tỏa ra sát khí bốn phía hỏi lâu sau lão mới dương tay vô một cái bảy khối nghị viên lệnh bay ra khỏi tiên giới lão còn không quên cảm khái có lẽ lần sau gặp lại ta sẽ nguyện ý luận bàn cùng vũ hoàng một hai tô vũ cười đáp lần sau đi dù bây giờ ngươi đã đến thiên vương rất nhanh sẽ tới thiên tôn lần sau gặp lại thì ta vẫn đánh đổ ngươi như thường hà nam lấy bảy khối nghị viên lệnh lộ ra ý cười ánh mắt nhìn về phía hai giới còn lại hai giới thần ma định để cho ta tự mình đến lấy hay là tự dâng ra dù chiến bại ở thượng giới dù đại đạo đất đoạn nhưng thời khắc này đối mặt với tam đại tộc tô vũ vẫn bá đạo hệt như cũ còn có vẻ không kiêng nể gì cả đúng vậy không kiêng nể gì cả ta không sợ cái gì thượng giới muốn mở thì cứ mở đi thôi cùng lắm thì lão tử mang người tới từ linh giới vực cục diện rối rắm ở hạ giới vớt lại để cho người khác đi thu thập ta mặc kệ các ngươi chết sống ra sao lúc bấy giờ Tô Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, bởi vì hắn đã vứt đi vong xưởng giam cầm mình, giống như về tới lúc trước, có thể tự tin càng rõ Trương Dương, giống như năm đó khi còn ở trong cổ thành, ta không sợ các ngươi. Các ngươi có thể làm gì được ta? Hôm nay, đám thiên cổ đều đã có cảm thụ, không nghe cho Tô Vũ thì có khả năng hắn sẽ thật sự cường công tam đại giới. Hai tộc thần ma cũng không nhiều lời, rất nhanh giới đã có nghị viên lệnh huyết sắc bay ra. Thần giới có 6 khối, ma giới là 5 khối, ran giới tổng cộng cung cấp 18 khối nghị viên lệnh cho Tô Vũ, mà trước đó, Tô Vũ đã có 38 khối. Đến giờ phút này, Tô Vũ đã nắm trong tay 56 khối nghị viên lệnh, Tô Vũ cũng không dừng tay, rất nhanh đã mang người bay đến trên không trung giới vực Thái Cổ Cự Nhân tộc. Thanh âm lãnh đạo, giao nghị viên lệnh ra, phía dưới, giọng nói của Thái Cổ Cự Nhân Vương truyền đến, lần trước, tốt xấu gì ta cũng đã xuất thủ giúp nhân tộc một lần, bất nói nhảm. Ngươi giúp Bách Chiến chứ không phải ta." Tô Vũ lạnh lùng nói mà ta cũng đã trả ân tình nếu không ngươi cảm thấy tộc ngươi còn có thể an nhàn như thế sao đừng ép ta đánh vỡ giới vực của các ngươi lôi dạch các ngươi ra ngoài tình hình trong giới vực thế nào tự các ngươi đều rõ ràng phía dưới trầm mặc một hỏi không bao lâu sao một khối nghị viên lận xuất hiện sắc mặt tô vũ lạnh lẽo bốn khối mót tất cả lại vừa vặn là sáu ngươi không bỏ ra nổi bốn khối thì hiện tại ta sẽ xé rách giới vực của ngươi lực lượng ngươi dù hùng mạnh đến mấy mà bách chiến chưa trở về thì tên tôn tử nhà ngươi cũng không dám động đậy nhanh lên lề mề nữa thì đừng trách ta không khách khí trong giới vực thái cổ cự nhân vương khẽ biến sắc Cầu ra vẻ giận dữ ông ta gần giọng quát ta không rõ ý của vũ hoàng dễ quát to một tiếng tô vũ tức khắc đánh tới một quyền tiểu bạch cầu đập mạnh một cước lão quy trực tiếp trấn áp hồng mông cổ thành buông xuống giờ khác này thêm ba khối nghị viên lệnh tức tốc bay ra tô vũ hừ một tiếng bây giờ hắn mới thu tay lại, ngừa ra, không đánh thì khôn thức thời. Nói cho bác chiến, hắn thiếu nợ ta, đám vân thủy đều nợ ta, thiếu ta mà không trả nợ cứ chờ xem. Tô Vũ cười lại, còn nữa hết thấy những gì ta lưu lại đều là của ta, ta cho thì hắn mới có thể lấy đi, ta không cho mà hắn dám cầm. Thế thì hắn chết chắc rồi, trong giới vực, thái cổ cự nhân vương trầm mặc không đáp, trong lòng lại nhấc lên phong ba bão táp, Tô Vũ có ý gì? Bị Tô Vũ ra lệnh một tiếng, đám người đồng loạt rút lui hắn bật cười ha hả tiếng cười chấn động thiên địa dù lão tử bại thì vẫn hoành hành bá đạo như thường các ngươi lại có thể thế nào làm tôn tử tầm vài này thì còn được nếu cứ làm suốt sáu mà năm coi trường thật sự thành tôn tử đấy thanh âm truyền vang vạn giới có người lý giải có người không hiểu dĩ nhiên tô vũ hoàn toàn không để tâm tới suy nghĩ của bọn họ